Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 12. Quả nhiên không sai, tiểu tử này thật là một cái tuyệt thế thiên tài a. Lão thân khổ tư nhiều năm không được đan phương, tiểu tử này vậy mà phút chốc liền phá giải. Thật sự là bội phục a. Đào Đan Nương không khỏi cười lớn một tiếng, đã cảm thán, lại phiền muộn. Trác Phàm kinh người như thế luyện đan thực lực, để cho nàng cảm giác được chính mình luyện đan thuật càng thêm không có ý nghĩa. Cái này so với độc thủ dược vương cho nàng đả kích, còn muốn cự đại mà nhiều. Dù sao, độc thủ dược vương liền xem như thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, nàng cũng có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Nhưng là Trác Phàm, lại phảng phất là phóng lên tận trời hùng ưng, chỉ là trong nháy mắt công phu, nàng đã theo không kịp. Sở Khuynh Thành bọn người nghe được lời này, không khỏi tất cả đều kinh hỉ kêu lên, đây là thật. Đương nhiên, các ngươi nhìn, tiểu tử này lưu cho chúng ta 17 viên thuốc, vừa vặn cho chúng ta giải trừ 17 người kịch độc, giúp chúng ta Hoa Vũ lâu vượt qua cửa ải khó. Đào Đan Nương thở sâu, cười to nói. Sở Khuynh Thành không khỏi nháy mắt mấy cái, còn có chút không dám tin tưởng đây là thật, lẩm bẩm nói, Đào cô, ngươi nói là, hắn phá giải Khuynh Thiên lưu lại cái kia đan phương. Nói như vậy, cái kia đan phương là thật đi. Đúng vậy a. Thật là thật, tuy nhiên độc thủ dược vương phủ nhận, nhưng là muốn giải trừ cái kia thất thải vân la trưởng kịch độc, nhất định phải căn cứ cái kia giải dược đan mới có thể luyện chế ra tới. Nếu không lời nói, căn bản không có chỗ xuống tay. Đào Đan Nương khẽ cười một tiếng, tiếp lấy lại một mặt thán phục nói, bất quá tiểu tử này tuyệt hơn, chẳng những phá giải cái kia đan phương, còn tiến hành cải tiến. Cái kia đan phương vốn là thất phẩm đan dược. Nhưng tiểu tử này cứ thế mà đề cao đến bát phẩm siêu phẩm giai. Cứ như vậy lời nói, coi như bà ngoại cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Cái gì, bà ngoại? Long Cửu bọn người không khỏi giật mình, đại kêu ra tiếng, nàng không phải đã chết sao? Cười thần bí, Đào Đan Nương nhẹ nhàng lắc đầu, còn có một hơi, có điều rất nhanh nàng liền sẽ phục sinh. Nghe được lời này, mọi người bất giác trong lòng run lên. Trác Phàm chiêu này chơi thế nhưng là đủ lớn, Hoa Vũ lâu bà ngoại, đó là nổi danh thiết nương tử, làm việc quyết đoán, nhanh chóng quyết đoán. Bây giờ chẳng những Hoa Vũ lâu tất cả lâu chủ thoát khỏi dược vương điện khống chế, liền cái kia bà ngoại đều phục sinh. Cái này Hoa Vũ lâu, xem như lần nữa quật khởi. Đế vương môn muốn công phá Hoa Vũ lâu, nhưng là liền rốt cuộc không dễ dàng như vậy. Tiểu tử này, thật đúng là để Hoa Vũ lâu dục hỏa trọng sinh. Long Cửu thở dài một tiếng, một mặt kính phục, đối Trác Phàm càng thêm tán thưởng. Chỉ sợ Trác Phàm ngay từ đầu, cũng là như thế bố cục. Nếu không, chỉ là một cái cục diện rối rắm Hoa Vũ lâu, cũng cản không đế vương môn bao lâu, sẽ còn liên lụy minh hữu. Hiện tại, Hoa Vũ lâu xem như một cái cường đại trợ lực. Điểm này, Long Cửu bọn người minh bạch, Sở Khuynh Thành các nàng thì càng rõ ràng hơn. Liếc nhìn nhau. Sở Khuynh Thành trong lòng các nàng, đối Trác Phàm đúng là phát lên từng tia lòng cảm kích. Cho dù là mới vừa rồi còn mắng to Trác Phàm vô tình vô nghĩa mẫu đơn lâu chủ, lúc này trong lòng cũng nổi lên một số hổ thẹn tới. Bất kể nói thế nào, mặc kệ Trác Phàm là xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng có một chút là khẳng định. Hắn xác thực để Hoa Vũ lâu, lại lần nữa đứng lên. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng là Hoa Vũ lâu đại ân nhân. Hiện tại, hắn không nợ ta, nhưng ta thiếu hắn, chúng ta hai cái vẫn là có liên quan. Sở Khuynh Thành lông mày nhíu lại, không khỏi giảo hoạt cười rộ lên. Đón lấy, mọi người liền không kịp chờ đợi trở về Hoa Vũ lâu bên trong, cho chúng tỉ muội giải trừ kịch độc, trọng chỉnh quân tâm. Thế nhưng là, người nào cũng không có phát giác là, dưới ánh trăng chính giữa, xa xa trên ngọn cây, một đạo sau lưng mọc lên hai cánh bóng người, nhìn lấy bọn hắn rời đi. Than nhẹ một tiếng, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Một phương diện khác, rộng lớn đường lớn lên, Nghiêm Phục một bên treo cực kỳ bi ai nước mắt, một bên đuổi một chiếc xe ngựa nào đó đi về hướng Tây đi. Nơi đó là Dược Vương Điện phương hướng, mà trong xe ngựa thả, cũng là sư phụ hắn độc thủ Dược Vương thi thể. Có lẽ ai cũng không nghĩ tới, lần này Hoa Vũ Thành chuyến đi, đường đường độc thủ Dược Vương hội chết oan chết uổng. Hung hăng vệt một thanh cái mũi. Nghiêm Phục nhớ tới sư phụ lúc còn sống âm thanh dung mạo, cùng đối với mình quan tâm, trong lòng càng thêm thương tâm gần chết, hai cái bất tranh khí ánh mắt,
lại nhìn không được phía dưới nước mắt. Không được, ta không thể khóc, ta muốn báo thù. Hung hăng một vệt nước mắt, Nghiêm Phục trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm, sớm muộn có một ngày, ta muốn làm thịt ngươi, cảm thấy an ủi sư phụ ta trên trời có linh thiêng. Hô! Đột nhiên, cuồng phong đột nhiên đến, sấm sét nổ vang. Nghiêm Phục trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, đã thấy một sau lưng mọc lên lôi rực nam tử chính thẳng tắp hướng hắn bên này vọt tới. Cao, cao, Trác Phàm. Đột nhiên ở giữa, Nghiêm Phục vừa mới còn một bộ huyết hải thâm cửu khí thế trong nháy mắt liền không có bóng dáng, sắc mặt một đổ, kém chút không có khóc lên. Đại ca, ta nói về sau lại tìm ngươi báo thù, ngươi bây giờ ra ngoài làm gì, ta còn chưa chuẩn bị xong a. Người trước cho ta cái 70-80 năm chuẩn bị một chút có được hay không? Thế nhưng là Trác Phàm đâu để ý đến nhiều như vậy, quyết định sự tình, lúc này thì làm. Siêu! Nhanh hơn một đạo thiểm điện, Trác Phàm chớp mắt là tới. Nghiêm Phục trong mắt co rụt lại, không có cách nào, đành phải thả người nhảy lên, nhảy ra ngoài xe mấy chục mét đi. Tại trên mặt đất đánh cái té ngã, đứng dậy, trên mặt vô cùng lo lắng chi sắc. Đã tránh cũng không thể tránh, vậy thì tới đi, nếu không cùng chết, lão tử không sợ ngươi. Bất quá, Trác Phàm lại căn bản không có đi xem hắn. Oanh! Một tiếng sấm rền nổ vang, Trác Phàm trong nháy mắt xuyên qua chiếc xe ngựa kia liền tại một tiếng bạo hưởng bên trong hóa thành cho bụi. Thế nhưng là đợi Trác Phàm lần nữa bay về phía không trung lúc, trong tay đã là nhiều một bóng người. Nghiêm Phục tập trung nhìn vào. Đúng là hắn sư phụ độc thủ dược vương thi thể, không khỏi khẩn trương mắng, Trác Phàm, người tên vương bát đản này, đoạt sư phụ ta thi thể làm gì? Trở về lấy roi đánh thi thể, ha 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 ha. Không trung truyền đến Trác Phàm mỉa mai tiếng cười to, Nghiêm Phục ra mặt lắc một cái, không có cách nào, trong nháy mắt khóc tang lên mặt đến, kêu gào nói, sư phụ, thật xin lỗi, đồ nhi vô dụng, thậm chí ngay cả ngươi thi thể đều thủ không được. Còn muốn bị cái kia ác nhân cầm lấy đi làm nhục, đồ nhi thật sự là bất hiếu a. Quay đầu nhìn tiểu tử kia liếc một chút, Trác Phàm không khỏi cười nhẹ gật gật đầu. Tuy nhiên tiểu tử này tâm địa gian xảo không ít, làm được cái gì đại sự, nhưng là phần này hiếu tâm ngược lại là đáng quý. Lại bay nửa canh giờ, Trác Phàm tại một chỗ bí ẩn trong rừng cây hạ xuống, đem độc thủ dược phương thi thể ném trên mặt đất. Nhìn lấy cái mặt này sắc bình tĩnh già trên 80 tuổi lão nhân, Trác Phàm lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng hắn, sau đó lại lấy ra một cái hổ lô tới. Mở ra nắp bình, một cái huyết hồng tằm cưng liền uốn éo leo ra. Hắc hắc hắc, rốt cục phát huy được tác dụng. Trác Phàm tà dị cười một tiếng, liền đem cái kia huyết tằm nhét vào độc thủ dược vương trong miệng. Tiếp lấy thu hồi hổ lô, trong tay ấn quyết liên tục, hét lớn lên tiếng, a. Bỗng nhiên, một đạo chấn thiên sóng âm lấy mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng mặt đất độc thủ dược vương truyền đi. Bỗng nhiên run run thân thể, độc thủ dược vương một cái thông minh, bỗng nhiên ngồi xuống, trong lòng kinh hãi, hai mắt lóe qua một mảnh vẻ mờ mịt, nhìn bốn phía, lão phu đây là. Ở đâu? Ha ha ha, Nghiêm lão, chúng ta rốt cục có thể bình tâm tĩnh khí trò chuyện chút. Trác Phàm nhếch miệng lên. Lấy một bộ thiên quan chúc phúc hiền lành nụ cười nhìn về phía hắn. Thế nhưng là Nghiêm Tùng nhìn đến cái kia bức giả nhân giả nghĩa khuôn mặt lúc, lại là nhìn không được đánh cái run rẩy, vô ý thức vội vã lui về phía sau, kéo ra cùng hắn cách. Cái dạng kia, liền như là thỏ trắng nhỏ gặp đại lão hổ đồng dạng, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Cái này nếu để cho người khác nhìn đến, nhất định sẽ cả kinh cái cằm đều rơi xuống. Đường đường thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, độc thủ dược vương, hành tẩu đại lục nhiều năm, luôn luôn ngạo kiều, sợ qua người nào tới, làm sao lúc này sẽ sợ sợ thành bộ này sợ dạng. Thế nhưng là chỉ cần cùng Trác Phàm giao thủ qua người, liền cũng liền có thể hoàn toàn lý giải độc thủ dược vương lúc này hành động. Ma vương Trác Phàm đáng sợ, căn vốn không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra tới. Ta không phải là bị ngươi giết à, sao lại thế? Chăm chú chằm chằm Trác Phàm rất lâu, độc thủ dược vương mới dường như nhớ tới 4 ngày trước phát sinh sự tình, nhưng là đối với hắn mà nói, lại phảng phất là vừa mới phát sinh không lâu. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, ta Trác Phàm xuất thủ luôn luôn có chừng mực, muốn giết người, không có còn sống. Không muốn giết người,
cũng không có chết. Lúc đó đánh về phía ngươi cái kia đạo sóng âm, ta đã suy yếu qua, sẽ chỉ làm ngươi nguyên thần cùng nhục thể tạm thời tách rời, xuất hiện giả chết hiện tượng. Chỉ cần ta cho ngươi cho ăn một khỏa hoàn hồn đan, lại lấy đồng dạng sóng âm đe dọa, liền sẽ tỉnh lại. Con ngươi ngăn không được quay vòng vòng, độc thủ Dược Phương đã hoàn toàn hiểu được, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn nói, ngươi vì sao muốn tha ta một mạng, không ngay tại chỗ giết lão phu. Ha ha ha, ta nói qua, ta kính ngươi là đệ nhất luyện đan đại sư, giết đáng tiếc, không bằng làm việc cho ta. Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cười khẽ một tiếng. Sợ hãi cả kinh, độc thủ Dược Phương đã biết Trác Phàm ý tứ, không khỏi suy cười ra tiếng, ha ha ha. Ngươi muốn mời chào lão phu, muốn mỹ. Lão phu chính là Dược Phương điện đệ nhất luyện đan sư, như thế nào tự hạ thấp địa vị nghe ngươi phân công. Tốt. Quả nhiên ngạo khí, ta thì thích ngươi dạng này lão đầu, đầy đủ chấp nhất, dạng này mới có thể luyện tốt đan a. Trác Phàm khen lớn một tiếng, hướng độc thủ Dược Phương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ai, vậy ta thì không ép buộc. Bất giác sững sờ, độc thủ Dược Phương có chút kỳ quái. Chính mình chống đối hắn, hắn thì một chút không tức giận. Còn cứ như vậy từ bỏ, đây không phải hắn cái này ác ma phong cách a. Trác Phàm, ngươi liền không lại thử khuyên nhủ ta. Khuyên ngươi làm gì, dù sao bất luận cái gì lời nói, ta đều chỉ nói một lần, ý tứ truyền đạt đến liền tốt. Trác Phàm hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên, lộ ra đến mức dị thường hiền lành. Thế nhưng là sau một khắc, lại là trong tay ấn quyết liên tục. Chỉ một thoáng, độc thủ Dược Phương cái trán đột nhiên xuất hiện một đạo đỏ thẫm huyết ấn, ngay sau đó toàn thân huyết mạch một trận sôi trào. Đầu càng là như là muốn nổ tung đồng dạng, dường như từng khúc thần kinh đều tại xé rách. Độc thủ Dược Phương ôm thật chặt đầu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Thất khiếu bên trong, cuồn cuộn máu tươi đã là đang không ngừng trào ra ngoài. Trác Phàm, con mẹ nó ngươi đến tột cùng đối với ta làm gì? Độc thủ Dược Phương khóe mắt, hai cái tròng mắt đều nhanh muốn chen bể đi ra, rất là thê thảm. Hắn tự hỏi, từ lúc chào đời tới nay, còn không có hưởng qua như thế đau đến không muốn sống cảm giác. Cho dù hắn trước kia luyện đan bên trong mãnh liệt nhất kịch độc, cũng không có dạng này cảm giác. Thậm chí một lần kia thống khổ, còn không bằng lần này một phần vạn. Hắn thực tại không hiểu, Trác Phàm đến tột cùng ở trên người hắn động tay chân gì. Không khỏi yên lặng cười cười, Trác Phàm xuất ra một đầu màu đỏ côn trùng cho hắn nhìn, nghiêm lão, thực không dám giấu giếm. Tại ngươi không có tỉnh trước đó, sợ ngươi không đáp ứng, ta liền cho ngươi ăn cái vật nhỏ này. Đây là ta ma vật, huyết tằm, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, nó thì có thể để ngươi toàn thân huyết mạch sôi sục, tự bạo mà chết. Ngăn không được sợ hãi cả kinh, độc thủ Dược Phương vạn vạn không nghĩ đến Trác Phàm lại có như thế ác độc độc vật, biết nhất thời thoát khỏi không, sau đó hét lớn, Trác Phàm, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi không phải không bức lão phu a? Đúng vậy a. Ta lại không buộc ngươi, có nguyện ý hay không đi theo ta, là ngươi tự do. Bất quá ngươi nếu là cự tuyệt, thì đại biểu chúng ta còn là địch nhân. Ta giết một cái địch nhân, cái này thiên kinh địa nghĩa đi. Trác Phàm một mặt vô tội bộ dáng, nhìn về phía hắn. Độc thủ Dược Phương khóe miệng một xẹp, sắp khóc đi ra, lại không phản bác được. Trong lòng của hắn rõ ràng, Trác Phàm cũng là đang buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng lý do còn thật mẹ hắn có đạo lý, hắn căn bản không thể phản bác. Vậy ngươi thì cho lão phu thống khoái, đừng có lại tra tấn lão phu. Chậc chậc chậc, vậy nhưng không phải do ngươi, như thế nào làm thịt chính mình địch nhân, đó là ta nói tính toán. Ngài gặp qua địch nhân, dạy đối phương dùng phương thức gì giết chính mình sao? Trác Phàm nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Nhưng là nụ cười kia, xem ở độc thủ Dược Phương trong mắt, lại là như thế khủng bố. Ác ma Trác Phàm, danh bất hư truyền a, thực sự quá âm độc. A, độc thủ Dược Phương rú thảm vang tận mây xanh, giống như cửu u bên trong nhận hết ngàn đao bầm thây ác quỷ, tại vô tận kêu gào. Bất quá cũng may mắn nơi đây người ở hoang vu, không phải vậy đêm hôm khuya khoát đi qua, không phải bị dọa đến ba hồn bảy vía đều chạy không thể. Trác Phàm cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại trên một tảng đá lớn, lạnh lùng nhìn lấy hắn, trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Đột nhiên, độc thủ Dược Phương thực sự chịu không được đi xuống, không khỏi hung hăng cắn răng một cái,
toàn thân nguyên lực đột nhiên đại phóng, đúng là muốn tự bạo thân thể. Thế mà, khí thế của hắn vừa mới gia tăng mãnh liệt, Trác Phàm lại là thủ hạ ấn quyết lần nữa biến đổi, hắn toàn thân cao thấp liền trong nháy mắt không thể động, mà ngay cả cùng nguyên lực trong cơ thể đều không thể điều động, cái kia khí thế bàng bạc cũng nhất thời tiêu tán làm hư vô. Ha ha ha, ta kém chút quên nói cho ngươi, huyết tầm nhập thể, ngươi toàn thân cao thấp liền tất cả đều do ta khống chế. Muốn tự sát, không có ta cho phép, khả năng này, cơ hồ không có. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Nghe được lời này, độc thủ Dược Vương trong lòng càng là hoảng hốt. Cái này ma vương Trác Phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại có như thế tà độc ma vật? Nếu là lúc trước lão phu có cái đồ chơi này lời nói, còn dùng cái gì thất thải vân la trưởng A, trực tiếp liền đem cái kia hoa vũ lâu bắt lại A. Nhưng là bây giờ bi ai là, cái đồ chơi này trong tay Trác Phàm, mà bị cầm xuống, là hắn đường đường độc thủ Dược Vương. A. Giờ này khắc này, độc thủ Dược Vương chỉ có thể ngửa mặt lên trời kêu gào, hai mắt nổi lên, một cái sung huyết đầu, dường như tùy thời tùy khắc đều sẽ nổ tung. Thế nhưng là nếu quả thật như thế liền tốt, hắn chả cầu còn không được đây. Ngay tại lúc này cái này muốn bạo không bạo bộ dáng, hắn chả toàn thân không thể động, để hắn càng thêm thống khổ vạn phần, sống không bằng chết. Hắn quả thực không thể tin tưởng, thế gian lại có đáng sợ như thế hình phạt. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng càng thêm hoảng sợ. Tiểu tử này ngoan độc, thật sự là xưa nay chưa từng có, sau chỉ sợ cũng không người đến. Ngươi, giết ta đi, chăm chú cắn chặt hàm răng, độc thủ Dược Vương vẫn như cũ bất khuất, một đôi xanh lục trong ánh mắt, tràn đầy quật cường, nhưng còn có từng tia vẻ cầu khẩn. Trác Phàm nhẹ liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một cái đồng hồ cắt đến. Phóng tới trước mặt hắn. Nghiêm lão, ta cũng không có thời gian theo ngươi hao tổn. Ngươi muốn chết cũng đơn giản, chờ cái này đồng hồ cắt toàn bộ rơi xuống cơ sở, ngươi cũng liền tự bạo mà chết. Thời gian cũng không nhiều, đại khái 12 canh giờ đi. Cái gì? Độc thủ Dược Vương giật mình, nước mắt đều nhanh gấp đi ra. Nói như vậy, hắn chẳng phải là còn muốn chịu đựng loại này tra tấn chỉnh một chút một ngày. Hiện tại, hắn nhưng là nửa phút cũng không muốn chờ. Đại ca, ngài thì cho ta thống khoái A, coi như lão phu cầu ngài. Độc thủ Dược Vương trong lòng kêu gào, nhưng là Trác Phàm lại không lại nhìn hắn một cái, đứng dậy, mười phần thoải mái mà vỗ vỗ trên thân bụi đất, quay người thì muốn ly khai. Chờ, các loại, người muốn đi đâu? Độc thủ Dược Vương quính lên, đại kêu ra tiếng. Nếu như Trác Phàm ở chỗ này, có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ cải biến tâm ý, cho hắn một thống khoái kiểu chết. Nếu là hắn đi, hắn thì thực sự chờ chỉnh một chút một ngày thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Loại kia gian nan thống khổ, hắn chỉ là suy nghĩ một chút thì trong lòng run rẩy. Chỉ sợ hắn độc thủ Dược Vương nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cũng có ngày hắn sẽ như thế khát vọng người khác giết hắn, càng nhanh càng tốt, xuất hiện như thế tiện ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn cũng là như thế khát vọng, thậm chí không kịp chờ đợi. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, lão tử thời gian thế nhưng là rất quý giá, không có rảnh cùng ngươi lão nhân này tại chỗ này đợi chết. Bất quá kính ngươi là đệ nhất đan vương, lão tử sợ ngươi trên đường tịch mịch, trước hết đi đem ngươi bảo bối đồ đệ đưa lên đường, cũng tốt để hắn tại hoàng tuyền trên đường, thật tốt hầu hạ ngài lão nhân ra. Tin tưởng lấy cái kia phần hiếu tâm. Sư tử đồ hiếu, các ngươi cùng một chỗ, nhất định sẽ rất vui vẻ, ha ha ha. Không khỏi trong lòng cả kinh, độc thủ Dược Vương ánh mắt trong nháy mắt biến đến hung hăng, nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm, lão phu thề, ngươi nếu là dám động đến hắn một cọng tóc gáy, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghi đầu hơi nhíu, Trác Phàm quay đầu lộ ra một cái dí dỏm nụ cười, gào to, lão già ngươi uy hiếp ta, vậy chúng ta thử nhìn một chút. Nói, Trác Phàm xoay người lần nữa, muốn lăng không bay đi. Chờ một chút, chờ chút. Vội vã kêu thành tiếng, độc thủ Dược Vương sắc mặt một xẹp, kêu gào lên tiếng, Trác đại sư, Trác đại gia, lão phu nhận thua, lão phu không thể trêu vào ngươi. Đến tột cùng lão phu phải làm như thế nào, ngài mới có thể buông tha tiểu đồ A. Ngửa mặt lên trời cười ha hả, Trác Phàm lộ ra một bộ thắng lợi cười gian, lại không có quay người.
đưa lưng về phía hắn thản nhiên nói, thực vừa mới lão tử đoạt ngươi thi thể lúc, ban đầu cho là chúng ta có thể trở thành một đám, liền cho ngươi cái mặt mũi, không nhúc nhích ngươi bảo bối đồ đệ. Nhưng là bây giờ, đã chúng ta còn là địch nhân, hừ hừ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Lời vừa nói ra, độc thủ Dược Vương trong nháy mắt trầm mặc. Trác Phàm lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, hoặc là quy thuận tại hắn, trở thành bằng hữu, bọn họ hai sư đồ thì tạm thời an toàn. Hoặc là trở thành địch nhân, bị hắn cùng nhau diệt trừ. Hắn không muốn hắn duy nhất đệ tử ra chuyện, nhưng là Dược Vương Điện là hắn nhà cửa, hắn lại làm sao có thể phản bội. Trong lúc nhất thời, độc thủ Dược Vương trong lòng rơi vào do dự, cảnh lưỡng nan. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn khó khăn, Trác Phàm nhếch miệng lên, dường như sớm đã ngờ tới, liền thản nhiên nói, Nghiêm lão, không biết người tại Dược Vương Điện còn có hay không cái gì bằng hữu, người yêu, hoặc là tâm lý không bỏ xuống được người đâu. Người hỏi cái này làm gì? Độc thủ Dược Vương chau mày, hồ nghi nói. Không khỏi nhún nhún vai, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, không có gì, chỉ là nếu chúng ta về sau thành một đám. Gặp phải những người này, ta cũng có thể thủ hạ lưu tình, lưu cho ngươi cái mặt mũi. Trác Phàm lời ấy nói ngược lại là có tình có nghĩa, để độc thủ Dược Vương bất giác âm thầm gật đầu. Ai, không cần, giống chúng ta dạng này đại gia tộc, không chỉ có bên ngoài đấu, bên trong cũng tại đấu. Riêng là lão phu trở thành trong tộc đệ nhất luyện đan sư về sau, đến độc thủ Dược Vương tên, càng là bị người đỏ mắt. Cả đời bôn ba, cũng chỉ vì gia tộc lợi ích. Còn trong nhà các vị trưởng lão, lại sớm đã không có gì giao tình. Chỉ có một tiểu đồ, lão phu coi như thân tử, nhìn Trác đại sư thủ hạ lưu tình. Độc thủ Dược Vương nói thê lương, ngôn tình khẩn thiết, Trác Phàm âm thầm gật đầu, nói như vậy, Nghiêm lão là đáp ứng quy thuận. Cái kia tuyệt đối không thể, Dược Vương Điện là nhà ta. Cái gì nhà, một cái không có cảm tình, không có người đáng giá lưu luyến địa phương, xem như nhà sao. Thế mà độc thủ Dược Vương nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã là nghiêm nghị đánh gãy, theo ta nhìn, người cái gọi là gia tộc, chỉ là vay mượn cùng trả nợ địa phương thôi. Dược Vương Điện đem người bồi dưỡng thành làm một đời luyện đan đại sư, xác thực công lao hàng đầu. Nhưng là ngươi nhiều năm như vậy vì nó bán mạng, từ lâu trả hết nợ. Người bây giờ gần như tử cảnh, trong đầu nghĩ đến sau cùng một tia lưu luyến, là Dược Vương Điện cái này cái gọi là nhà sao. Đinh tai nhức óc. Độc thủ Dược Vương nghe đến Trác Phàm lời nói, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, mà cũng tại lúc này, Trác Phàm dừng lại huyết tầm đối với hắn tra tấn, để hắn suy nghĩ thật kỹ. Trác Phàm nếu là một cái chính thức quy thuận độc thủ Dược Vương, cũng không phải là một cái ép buộc được đến, thân ở Tào Doanh lòng tại Hán luyện đan đại sư. Nói như vậy, có còn không bằng không có, nói không chừng ngày nào đem hắn bán. Lại giả thuyết. Người trước kia liền không có phản bội qua Dược Vương Điện sao? Trác Phàm gặp độc thủ Dược Vương đã do dự, lập tức thừa cơ quát to, cái kia Sở Khuynh Thiên là chuyện gì xảy ra, cái kia Trương Đan Phương lại là chuyện gì xảy ra? Người khác mẹ hắn nói cho ta biết, một cái chui vào Dược Vương Điện gian tế, một cái bình thường luyện đan đệ tử, hội dễ dàng như vậy trộm được Đan Phương, cái kia chẳng lẽ không phải ngươi cho hắn sao? Sợ hãi cả kinh. Độc thủ Dược Vương bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, lẩm bẩm nói, ngươi. Làm sao ngươi biết? Ánh mắt không khỏi hư hư, Trác Phàm thở dài một tiếng, ai, bởi vì ngươi cùng Sở Khuynh Thành trong miệng Sở Khuynh Thiên thực sự rất giống. Các ngươi hai cái, đối đan dược cũng giống như thế chấp nhất. Một cái luyện đan chấp nhất sư phụ, gặp phải một cái đối đan dược đồng dạng nhiệt tình đệ tử, làm sao có thể không thích. Tuy nhiên ngươi nói đến Sở Khuynh Thiên lúc, miệng phía trên tràn đầy khinh thường, nhưng chưa bao giờ phủ nhận qua hắn thiên phú. Thực trong lòng ngươi, đối với hắn là cực kỳ đáng tiếc. Kinh ngạc nhìn ngồi dậy, độc thủ Dược Vương hai mắt ngẩn người, lại không có phát hiện hắn đã có thể động, chỉ là lẩm bẩm nói, cái đứa bé kia vừa mới bái nhập lão phu môn hạ, lão phu liền biết hắn lai lịch. Ngay từ đầu, lão phu cũng không có ăn cái gì hảo tâm, thật là muốn tương kế tựu kế, hung ác âm một thanh hoa vũ lâu. Bất quá về sau, cái đứa bé kia thiên phú xác thực khiến lão phu sợ hãi thán phục, trong lòng liền cũng không đành lòng. Cho nên, ta đem chính thức giải dược đan phương cố ý để hắn trộm đi, để chính hắn phá giải đi thôi, tạm thời cho là hắn tạo hóa. Nếu là hắn thật có thể phá giải ra,
tự nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đáng tiếc, ai, độc thủ Dược Vương ai thán lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo thất lạc đến, vậy đại khái cũng là lão phu bình sinh, duy nhất có lỗi với Dược Vương điện một việc. Hừ, chính là muốn ngươi thừa nhận từng có phản bội, một hồi ngươi nha mới có thể thật phản tới a. Dù sao lại trung thành người, từng có một lần phản bội, cũng liền phản thói quen. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, tiếp tục mở đạo nói, Nghiêm lão ái đồ sốt ruột, cố ý bỏ ra một kiện ai cũng không giải được giải dược đan phương, có cái gì to lớn. Huống hồ người đã chết, thì lại không người sẽ đi truy cứu việc này. Cái gì, ta chết? Không sai, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, là ta giết ngươi. Như vậy ngươi, đương nhiên chết. Hiện tại ngươi, là ta thân thủ cứu sống. Nói cách khác, ngươi bây giờ mệnh, là ta cho, cùng Dược Vương điện lại không quan hệ. Trác Phàm lời này nói có thể nói trực kích yếu hại, độc thủ Dược Vương một mực không bỏ xuống được Dược Vương điện, không phải là bởi vì cảm tình lo lắng, mà chỉ là bởi vì Dược Vương điện chính là sinh dưỡng địa phương khác. Thế nhưng là Trác Phàm trong lời nói ý tứ, lại là hắn đã chết qua một lần, liền triệt để cùng Dược Vương điện đoạn quan hệ. Vậy cũng là hắn đi qua. Hiện tại, hắn có thể quyết định hắn chỗ. Quả nhiên, độc thủ Dược Vương ánh mắt biến đến càng thêm do dự không chừng. Trác Phàm xem lửa đợi không sai biệt lắm, liền lần nữa uy bức lợi dụ, hiện tại, ngươi làm tiếp một lần quyết định đi. Là làm Dược Vương điện độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, cùng đồ đệ cùng một chỗ trở thành ta địch nhân, bị ta lại giết một lần. Vẫn là tiếp nhận ta mời. Thành cho chúng ta Phong Lâm thành Lạc gia đan phòng trưởng lão, lần nữa dục hỏa trọng sinh, quát tháo phong vân. Trầm ngâm một lát, độc thủ Dược Vương đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, cười to lên, ha ha ha. Trác đại sư lời nói, thật sự là diệu a, nguyên lai lão phu sớm đã chết. Đã như vậy, lão phu nguyện ý đi theo Trác đại sư dạng này kiêu hùng, lần nữa quấy thiên vũ mưa gió. Hung hăng liền ôm quyền. Độc thủ Dược Vương nhất thời hào khí vạn trượng mà nói. Tốt, tiếp lấy. Bình tĩnh gật đầu, Trác Phàm ngón tay búng một cái, đem một cái màu xanh biếc đan hoàn ném cho hắn. Độc thủ Dược Vương tiếp nhận, tập trung nhìn vào, không khỏi kinh hãi, đây không phải Trác đại sư luyện chế bát phẩm siêu phẩm đan a, làm sao lại cho lão phu. Giải độc cho ngươi. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm giống như có thâm ý mà nói, cái kia trương đan phương. Ta đã phá giải. Cái này bát phẩm siêu phẩm đan, cũng là căn cứ cái kia trương đan phương cải tiến. Bất quá căn cứ cái kia trương đan phương, ta đã biết, muốn luyện giải dược, trước muốn luyện độc. Dùng thất thải vân la trường 7 loại kịch độc, lại thêm 7 loại thuốc giải độc tài, mới có thể thành đan. Chỉ dựa vào cái kia đan phương bên trong thuốc giải độc tài, lại là vĩnh viễn không có khả năng luyện thành, mà lại cái kia 7 loại dược liệu hỗn hợp, lại là một loại độc dược. Đây chính là đào đan nương bọn họ, luyện đan lại chúng độc nguyên nhân. Độc thủ Dược Vương giật mình, trong lòng càng thêm bội phục, Trác đại sư quả nhiên là đệ nhất luyện đan tông sư, ta Dược Vương điện trăm ngàn năm đan phương, thế mà bị ngài trong chớp mắt bóc trần. Ha ha ha, cũng không có khoa trương như vậy, dùng cái 5-6 ngày đi. Trác Phàm khoát khoát tay, nhìn như khiêm tốn nói, nhưng là độc thủ Dược Vương vẫn là không nhìn được gương mặt co lại. Cái này cũng rất nhanh. Nếu để cho bọn họ điện chủ biết, không phải khóc lên không thể. Về sau, độc thủ Dược Vương liền lại nghiêm túc, một miệng đem viên thuốc nuốt mất. Trong lòng của hắn đã minh bạch, đã Trác Phàm có thể phá giải cái kia đan phương, tất nhiên cũng liền hiểu cái kia đan phương bên trong thiếu hụt. Không sai, cái kia đan phương là có thiếu hụt. Cái này thất thải vân la trưởng, hàm ý 7 loại không gì địch nổi kịch độc. Chỉ có bọn họ Dược Vương điện độc môn giải dược mới có thể giải trừ. Thế nhưng là cái kia độc môn giải dược, lại không phải có thể hoàn toàn thanh trừ thể nội độc tố, chỉ là để độc tố kia không còn chí mạng thôi. Nhưng thời gian dài lưu giữ ở thể nội, y nguyên sẽ có hại. Bọn họ Dược Vương điện, phàm là tu luyện môn này độc trưởng tu giả, cũng sẽ không quá giải mệnh, cũng là như thế nguyên nhân. Nhưng là vì gia tộc uy vọng, bọn họ vẫn như cũ đến kiên trì tu luyện môn này. Trước thương tổn chính mình, sau đả thương người huyền giai vũ kỹ. Cho nên tại cái kia một trán tóc xanh cùng trong mắt lục đồng tử, đều là chúng độc sau biểu hiện. Công lực càng thâm hậu, độc phát càng rõ lộ ra. Cho nên bọn họ mấy trăm năm nay ở giữa, đều muốn trăm phương ngàn kế được đến cái kia bồ đề ngọc dịch.
cũng không phải bởi vì có cái gì dã tâm, muốn chiếm đoạt Hoa Vũ Lâu, thật sự là không có bổ đề ngọc dịch, luyện không ra giải dược, rất nhiều người đều lại bởi vậy mất mạng. Đến mức đế vương môn thêm vào, đó là nói sau. Bây giờ Trác Phàm đệ nhất luyện đan tông sư, chẳng những phá giải bọn họ giải dược đan phương, còn đem cái kia giải dược một hơi từ thất phẩm đan, thăng cấp đến bát phẩm siêu phẩm đan, nghĩ đến dược hiệu càng mạnh. Lại thêm làm một đời luyện đan đại sư, độc thủ dược phương hắn cũng muốn tự mình nhấm nháp một chút, cái này bát phẩm siêu phẩm đan lợi hại, sau đó càng thêm không có gì do dự. Đan dược vừa mới vào miệng, liền cảm giác một đạo tiếng long ngâm quan tuyệt hai lỗ tai. Ngay sau đó, cái kia đan dược đúng là trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh biếc long khí, đột nhiên lui hướng toàn thân hắn các nơi. Như cùng sống giống như, quét sạch trong thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Đem độc tố bài xuất, ôn nhuận gân mạch, thậm chí ngay cả hắn nguyên lực trong cơ thể cũng đang không ngừng kích động. Trong lòng bất giác có chút kích động, cái này bát phẩm siêu phẩm đan dược hiệu, thật sự là quá thần kỳ, để hắn ngăn không được hưng phấn lên. Mà Trác Phàm đứng ở một bên, nhìn hắn khoanh chân nhắm mắt luyện hóa dược lực, lại là có thể thấy rõ, hắn trên thân tản mát ra thanh sắc quang mang, theo từng đạo màu xám chọc khí tràn ra, cái kia một đầu trắng xám xanh biếc hỗn hợp tóc, cũng đang dần dần khôi phục lại vốn là màu đen. Trên mặt nếp nhăn, cũng đang từ từ vuốt lên, chờ cái kia thanh quang tán đi thời điểm. Độc thủ dược vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi đã là giống đêm tối đồng dạng đen nhánh. Hoàn toàn không có cái kia xanh biếc độc tố. Cười lớn một tiếng, độc thủ dược phương đứng dậy, khí thế đúng là đột nhiên tăng lên đếm không chỉ gấp 10 lần, không ngờ đột phá một cấp tu vi. Theo nguyên lai thiên huyền ngũ trọng, biến thành như hôm nay huyền 6 tầng cao thủ. Mà lại theo thân hình bề ngoài lên nhìn, hắn cũng không còn là lúc trước lão già kia, ngược lại như cái hơn 40 tuổi đẹp trai đại thúc, ngược lại là tuổi trẻ không ít. Cẩn thận dò xét hắn một phen. Trác Phàm cười nhẹ gật gật đầu, Nghiêm lão cái này mới tính tránh thức thoát thai hoán cốt, dục hỏa trọng sinh a. Đoán chừng coi như trước kia người quen gặp, cũng muốn giật nảy cả mình. Cái này còn phải đa tạ Trác đại sư linh đan a, nếu không lão phu bởi vì luyện công tích lũy độc tố, chỉ sợ đời này đều hàng không sạch sẽ. Trác đại sư thật là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, lão phu không kịp vậy. Bội phục, độc thủ dược vương liền ôm quyền. Từ đáy lòng tán thán nói. Khoát khoát tay, Trác Phàm cười nói, về sau tất cả mọi người là chính mình người, người cũng liền đừng kêu Trác đại sư. Người bây giờ đã là Lạc gia trưởng lão, mà ta là Lạc gia quản gia, người về sau thì xưng hô ta là Trác quản gia đi. Há, Lạc gia, lông mày nhíu lại, độc thủ dược phương một mặt vẻ tò mò, lão phu chỉ nghe nói ngài là đến từ một cái tam lưu gia tộc, nhưng là cái này Lạc gia không sao cả nghe qua. Bất quá nghĩ đến, có thể ra Trác quản gia dạng này kỳ tài, Lạc gia cũng nên là tàng long ngọa hổ, bất thế gia tuyệt cường thế gia đi. Coi như không có bảy thế gia như vậy hiển hách danh tiếng, cũng nên là vô miệng vương giả. Ách, về sau lại là, Trác Phàm không khỏi trì trệ, cười xấu hổ cười. Hiện tại Lạc gia, chỉ có một vị thiên huyền cao thủ tỏa chấn, còn mẹ hắn là 2 năm trước vừa đột phá, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái nhị lưu thế gia. Bất quá đem lão nhân này kéo qua đi, chắc là liền tiến vào nhất lưu đi. Trác Phàm liếm liếm bờ môi, thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là, hắn trả như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn là muốn tại trong vòng 10 năm, đem Lạc gia chế tạo thành không thấp hơn Ngự Hạ thất gia, thiên vũ cảnh bên trong siêu nhất lưu thế gia. Thế nhưng là nội tình quá mỏng, trong lúc nhất thời khẳng định dậy không nổi. Bất quá cái kia không quan hệ, nội tình mỏng, mình không biết đoạt sao. Cái này thiên huyền cảnh trưởng lão, không phải cũng đoạt tới một cái sao? Hừ hừ, có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai. Tóm lại, hắn ma hoàng muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn được. Trong mắt lóe lên một đạo hung ác mang, Trác Phàm nhìn về phía độc thủ dược vương, trịnh trọng nói, Nghiêm lão, ta cam đoan với ngươi, chúng ta Lạc gia tuyệt đối là thiên vũ đệ nhất, mạnh nhất thế gia, không có cái thứ hai. Không khỏi hít sâu một hơi. Độc thủ dược vương trong lòng kinh hãi. Như thế hào ngôn, liền xem như đế vương môn cũng không dám khoe khoang khoác lác a. Thế nhưng là nhìn Trác Phàm bộ dáng, lại không giống đang nói đùa. Sau đó hắn cũng liền tin, dù sao có thể ra Trác Phàm dạng này kỳ nhân,
chỗ ở gia tộc cũng nhất định bất phàm. Thậm chí hắn còn có một ít kích động, có thể thêm vào cường đại như thế gia tộc, cũng coi là cá chép vượt long môn. Thế nhưng là hắn làm sao biết, Trác Phàm nói tới cái này thiên vũ mạnh nhất gia tộc, vẫn chỉ là một cái vẽ ra đến bánh nướng mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã vui hấp tấp. Cao đại, a à không, Trác quản gia, không biết chúng ta lúc nào hồi gia tộc nhìn xem đâu. Độc thủ Dược Vương xoa xoa tay, đã là có chút gấp không thể chờ. Hắn thật muốn mở mang kiến thức một chút, cái này bí ẩn cường đại thế gia là cái dạng gì. Bất quá gặp về sau, đoán chừng hội rất mất mát đi. Trác Phàm nện nện miệng, trong lòng thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là thờ ơ khoát khoát tay, gấp làm gì, chung quy hội mang ngươi trở về, hiện tại ta còn có nhiệm vụ tại thân, ngươi thì cùng ta cùng đi đi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng độc thủ Dược Vương vẫn là gật đầu tán thành. Giống Trác Phàm dạng này một cái đổ biến thái cao thủ, như thế gióng trống khua chiêng quấy thiên vũ, thậm chí không tiếc đối địch với bảy thế gia, chắc là vì Lạc gia rời núi đang tạo thế. Lại có tự tin như vậy, một cái chọn bảy nhà, cái này Lạc gia cái kia cường đại cỡ nào a? Cuối cùng là bí ẩn bao nhiêu năm không có xuất thế một cái ẩn thế gia tộc, có thể mạnh đến loại này bộ dáng, liền hoàng thất cùng bọn hắn bảy thế gia tình báo đều không biết, nghĩ đến nhất định rất cường hãn. Như vị này cao đại quản gia một dạng. Lão phu thân là tân tiến gia tộc trưởng lão, tuyệt không thể kéo gia tộc chân sau. Độc thủ Dược Vương trong lòng tưởng tượng lấy quái vật khổng lồ này, lại căn bản không biết được. Hắn sở dĩ không biết Lạc gia, không phải là bởi vì Lạc gia bí ẩn công tác làm được cường hãn bao nhiêu, mà chính là gia tộc này căn bản cũng là cái không đáng chú ý tiểu gia tộc, căn bản nhập không hắn pháp nhãn. Trác Phàm biết trong lòng của hắn tại ý dâm, cũng không đi điểm phá, miễn cho thương tổn lòng hắn. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Coi như lão nhân này bị quản chế tại huyết tầm, nhất định phải phục tùng tại hắn, cũng phải cho người ta cái tưởng tượng đúng không? Đúng, Trác quản gia, ngài tại Hoa Vũ Thành náo động tĩnh lớn như vậy, không sợ gia tộc thụ liên lụy sao? Lúc này, độc thủ Dược Vương đột nhiên nói. Thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền tự giễu lắc lắc đầu. Cường đại như vậy gia tộc, làm sao lại sợ thụ liên lụy? Mà Trác Phàm cũng không quan tâm mà nói, sợ cái gì, Phong Lâm Thành là bảy nhà cấm nhập chi địa. Còn thế gia khác, căn bản không đáng để lo. Há, thì ra là thế, Hoàng thượng hai năm trước hạ cấm lệnh, nguyên lai là cho chúng ta Lạc gia xuống. Độc thủ Dược Vương mới chợt hiểu ra, đồng thời đối Lạc gia càng thêm chờ mong. Liên Hoàng thất đều như thế chiếu cố gia tộc. Còn chuyên môn vì nó khai mở cái tịnh thổ, tất nhiên là cái thế lực cường đại a, chí ít cũng không kém bảy nhà. Dù sao, coi như hoàng thất, cũng không có giao trách nhiệm bảy nhà bên trong cái nào lãnh địa, là tất cả mọi người không thể bước vào địa phương. Nghĩ như vậy, độc thủ Dược Vương đúng là càng ngày càng hưng phấn. Lần này bị bức phải chuyển đầu cạnh cửa, xem ra là phúc không phải họa, sau đó cười to lên, ha ha ha. Ta đây cứ yên tâm. Chắc hẳn đế vương môn tìm tới cửa, cũng tất nhiên là đại chịu đau khổ. Lão phu thật muốn nhìn một chút, luôn luôn đứng hàng bảy nhà đứng đầu đế vương môn ăn quả đắng bộ dáng. Thân thể bất giác một cái lảo đảo, Trác Phàm cứng đờ xoay đầu lại, nhíu mày, lẩm bẩm nói, người nói đế vương môn sẽ tìm tới chỗ này. Đây chính là hoàng thất hạ cấm lệnh, nó người làm sao dám tiến vào. Há, Trác quản gia, xem ra chúng ta Lạc gia ẩn thế quá lâu. Có một số việc còn không rõ ràng lắm. Độc thủ Dược Vương khẽ cười một tiếng, giải thích nói, thực tại ngày này Vũ Lập Quốc ngàn năm ở giữa, hoàng thất cũng đối bảy thế gia xuống các loại điều lệnh, nhưng là luôn luôn có thế gia đi vô ý đụng vào, ngài biết tại sao không? Trác Phàm con người đi loanh quanh, trong mắt co rụt lại, cả kinh nói, chẳng lẽ nói, bọn họ đang thử thăm dò hoàng thất phòng tuyến cuối cùng. Trong mắt không khỏi sáng lên. Độc thủ Dược Vương vỗ tay cười to, ha ha ha. Trác quản gia quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, khó trách tuổi còn trẻ, liền lên làm một đại gia tộc quản gia. Không sai, bảy nhà thì đang thử thăm dò hoàng thất phòng tuyến cuối cùng, mà lại gần trăm năm ở giữa, vị hoàng đế này ngồi phía trên về sau, thăm dò tần suất cũng càng thêm nhiều lần. Như vậy, hoàng thất phản ứng là cái gì? Trác Phàm vội vàng nói. Mềm yếu, nhiều lần địa thối để. Độc thủ Dược Vương trong mắt hơi híp, nghiêm túc nói, bây giờ vị hoàng đế này, tựa hồ là các đời thứ nhất ngu ngốc người,
cho nên bảy nhà tuy nhiên kính hắn, lại cũng không sợ hắn. Mà lần này ngài đại náo Hoa Vũ lâu, còn đem đế vương môn nhị công tử giết. Có lẽ đế vương môn hội dùng cái này sự tình làm lý do đầu, cố ý giẫm một chút đạo này hồng tuyến, nhìn hoàng thất đến tột cùng còn có bao nhiêu cân lượng. Đi! Thế mà, độc thủ Dược Phương lời còn chưa nói hết, Trác Phàm đã là vội vã hét lớn một thân, quay người hướng Phong Lâm thành phương hướng, chuẩn bị cất cánh. Độc thủ Dược Phương sững sờ, ngạc nhiên nói, Trác quản gia, chúng ta đi chỗ nào? Về nhà tộc, cái này phiền phức. Có phiền toái gì, lấy mình Lạc gia thực lực, liền hoàng thất đều muốn đồng dạng khối một mình lãnh địa, không cho ngoại nhân bước vào. Bọn họ đế vương môn coi như làm đột nhiên tập kích, đoán chừng cũng phải mặt mày xám xịt. Cái rắm, thực lực gì? Lão tử không quay về, bọn họ đoán chừng liền hài cốt đều không thừa nổi. Không khỏi mắng to một tiếng, Trác Phàm vội vã hướng không trung bay đi. Hắn hiện tại trong lòng là có chút hối hận huyên náo quá lớn, vạn vạn không nghĩ đến, hoàng thất cùng bảy thế gia là như thế quan hệ vi diệu, đã coi như là trong bóng tối thủ địch, chỉ là tất cả mọi người còn không có vạch mặt mà thôi, thế nhưng là trung gian ma sát lại là đều có. Kể từ đó, Phong Lâm thành liền trở thành gây sự ma sát một cái mồi dẫn lửa. Có lẽ lần này đế vương môn cũng không phải là hướng về phía hắn đến, vẻn vẹn là hướng về phía hoàng thất. Lạc gia cũng phải trở thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Nghĩ đến đây, Trác Phàm bay càng thêm mãnh liệt. Hắn vẫn cho là hoàng thất sự uy vẫn còn, nhưng không nghĩ tới cái kia cỗ uy phong, đã bị mài mòn đến tình cảnh như thế này. Độc thủ Dược Vương tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng vẫn như cũ cùng sau lưng Trác Phàm, cấp tốc hướng nguy cơ trùng trùng gia tộc tiến đến. Một tháng sau, đế đô trong hoàng thành. Nương theo lấy chim hót hoa nở. Hậu hoa viên một tòa ưu nhã trong lương đình, hoàng đế cùng một cái lão giả tóc trắng ngồi đối diện nhau. Nhìn kỹ lại, chính là thường xuyên cùng hoàng đế đánh cờ Tư Mã Tiên Sinh. Trong bọn hắn là một phương bàn đá, phía trên bày biện một kiện hắc thiết bàn cờ, lít nha lít nhít rơi đầy quân cờ đen trắng. Giờ này khắc này, Tư Mã Tiên Sinh tay cầm cờ đen kết thúc. Hoàng đế khẽ nâng cờ trắng, lại là trên không trung do dự thật lâu, thủy chung khó có thể kết thúc. Không khỏi bật cười lắc đầu, Tư Mã Tiên Sinh tài đánh cờ tinh xảo, chấm theo không kịp a. Chỉ là ngài có thể hay không bận tâm một chút chấm thể diện, đều đã 10 bàn, chấm nhưng là một bàn cũng không thắng qua. Ha ha ha, bệ hạ thật sự là quá khiêm tốn. Khẽ vuốt chòm râu, Tư Mã Tiên Sinh yên lặng cười cười, lão phu chỉ là chấp nhất tại phương diện này mà thôi, bệ hạ lại là tại hạ thiên hạ bàn cờ lớn này. Lão phu cái này đánh nhỏ đấm nhỏ. Sao có thể cùng bệ hạ đánh đồng? Bệ hạ mất 10 bàn cờ nhỏ, lại thắng thiên hạ đại cục, là lão phu không kịp vậy. Ha ha ha, Tư Mã Tiên Sinh chớ có giễu cợt, bàn này đại cục, sau cùng hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được đâu. Thế nhưng là bệ hạ đã bố trí xong trận cục, chỉ đợi sau cùng con cờ, không phải sao? Tư Mã Tiên Sinh giống như có thầm ý cười cười, tiếp lấy ba một tiếng, một cái cờ đen, yên lặng đinh trên bàn cờ. Hoàng đế mí mắt hơi hơi lắc một cái, tiếp lấy hai người cùng nhìn nhau, đều là cười to lên. Phụ, hoàng. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên kêu thảm thiết vang vọng hậu cung, ngay sau đó khắp nơi liền bắt đầu ngăn không được rung động. Hoàng đế trên mặt giật mình, vội vàng phất phất tay, để cung nữ đem bàn cờ bình ổn rút đi, không tốt, lại là tiểu tử kia tới. Ha ha ha, bệ hạ không cần kinh hoàng, lão phu đã sớm chuẩn bị. Khoát khoát tay, để trước đó đến dọn bàn cờ cung nữ lui ra, Tư Mã Tiên Sinh nhất chỉ bàn cờ cười nói, lão phu đây là huyền thiết bàn cờ, quân cờ sẽ không lại bị tam hoàng tử nhiễu loạn. Không sai gật đầu, hoàng đế vui vẻ cười ra tiếng, Tư Mã Tiên Sinh, thật sự là có lòng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần thu vào bọn họ tầm mắt. Đồng dạng là cái kia mập mạp thân thể, tại trên mặt đất nhún nhảy một cái cất bước. Đều để mặt đất nhìn không được run run. Hoàng đế nhìn lấy cái kia tựa hồ lại béo hơn 100 cân Vũ Văn Thông, nhìn không được liên tục ai thán. Tiểu tử này đến tột cùng là ăn thứ gì, có thể tại ngắn ngủi hai trong vòng 3 tháng, lại bộ dạng như thế nhiều thịt. Phanh phanh phanh. Vũ Văn Thông liều mạng hướng hoàng đế nơi này chạy, khắp khuôn mặt là mồ hôi, tựa hồ vô cùng lo lắng. Nhìn lấy cái kia to lớn thân thể đi qua. Hai bên cung nữ cũng vội vàng hóp bụng hút ngực,
sợ sơ ý một chút treo, bị đụng bay ra ngoài. Thông Nhi, chậm một chút. Hoàng đế nhướng mày, không kiên nhẫn chỉ hắn. Bất quá Vũ Văn Thông dường như không nghe thấy, không khỏi sững sờ, vỉnh tai hét lớn, phụ hoàng, người nói cái gì? Thế nhưng là thì lần này, hắn nhìn về hoàng đế bên kia, đúng là không thấy được dưới chân một mảnh nhô lên đất đá. Không khỏi một cái lảo đảo, nhất thời liền té ngã trên đất. Thế nhưng là cái kia một thân thịt mỡ, đúng là tại lúc này tất cả đều áp vào mặt đất. Xen lẫn vào tới trước cái kia cỗ quán tính, Vũ Văn Thông nhất thời liền hóa thành một cái to lớn quả cầu thịt, không bị khống chế hướng hoàng đế bọn họ chỗ này lăn tới. Hoàng đế giật mình, không khỏi lập tức đứng người lên, lui về phía sau một bước. Cái kia Tư Mã Tiên Sinh lại là trong nháy mắt sửng sốt, lẩm bẩm nói, kỳ nhân, cái này tam hoàng tử thật đúng là kỳ nhân a. Cái này người bình thường, cái nào có kỳ lạ như vậy tạo hình. Đụng. Bỗng nhiên, ngay tại hắn cảm thán liên tục lúc, Vũ Văn Thông cái này quả cầu thịt trong nháy mắt lăn đến trước mặt hắn, một cách vô tư đụng vào trên bàn đá ở đây. Trong chốc lát, món kia huyền thiết bàn cờ rớt xuống đất, vẩy một chỗ cờ đen trắng. Gương mặt nhìn không được co lại, Tư Mã Tiên Sinh ngơ ngác nhìn mặt đất viên thịt này, tâm lý hận đến muốn chửi mẹ. Vừa mới hắn vẫn bận theo dõi hắn, đúng là không nghĩ tới đem cái này bàn cờ cầm lấy. Còn thua thiệt hắn hướng hoàng đế cam đoan qua, quân cờ sẽ không lại nhiễu loạn. Nhưng là bây giờ ở đâu là nhiễu loạn mà thôi, quả thực toàn mẹ hắn tán thành một bàn cát. A, Tư Mã Tiên Sinh, ngài làm sao? Vũ Văn Thông đau lưng bò người lên, còn không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía lão đầu kia không khỏi nghi ngờ nói. Khóe miệng nhìn không được giật nhẹ, Tư Mã Tiên Sinh hít sâu một hơi, không biết nên cười, hay nên khóc, tam hoàng tử, thiên hạ này không có mấy người để Tư Mã ném qua mặt mũi, người tính toán một cái, thật trâu bò. Hả? Vũ Văn Thông sững sờ, chớp chớp vô tội mắt to, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, một tiếng gầm thét lại là đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, Thông Nhi, chấm không phải nhắc nhở qua ngươi, thân là hoàng tử, muốn hành sự trầm ổn, hành động đoan chính. Lần này lại là xảy ra chuyện gì, để ngươi hốt hoảng như vậy, không ra thể thống gì. Không khỏi run người một cái, Vũ Văn Thông đuổi vội vàng xoay người quỳ sát, hướng hoàng đế vội kêu lên, phụ hoàng, lần này xảy ra đại sự, vô cùng lớn sự tình a. Hừ, cái gì vô cùng lớn sự tình, chẳng lẽ trời còn có thể sập hay sao? Tức giận hừ lấy vẫy vẫy ống tay áo, hoàng đế ra hiệu cung nữ đem bàn đá đỡ dậy, phụng dâng trà thơm, mới lại ngồi trở lại trên ghế ngồi, nhìn về phía Vũ Văn Thông, quát lạnh lên tiếng, ta Thiên Vũ đế quốc cái này trăm năm qua, một mực mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Sự việc lớn nhất, cũng bất quá là 50 năm trước Khuyển Nhung xâm phạm biên giới, cùng hơn 2 tháng trước U Quỷ Thất bị giết mà thôi. Chẳng lẽ hiện tại lại ra, so hai chuyện này còn lớn hơn sự tình sao? Vũ Văn Thông dương mắt nhìn lén hoàng đế liếc một chút, nơm nớp lo sợ nói, phụ hoàng, sự kiện này còn thật rất lớn. Chí ít so 2 tháng trước món kia, phải lớn hơn nhiều. Chính cầm lấy bát trà, chuẩn bị uống trà hoàng đế, đột nhiên dưới tay trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, nhìn về phía Vũ Văn Thông nói, lần này, là ai chết? Khoái Hoạt Lâm Lục trưởng lão, Lâm Tử Thiên, Vũ Văn Thông quỳ rạp trên đất, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo nói. Mí mắt bất giác run run, hoàng đế hít sâu một hơi, nhẹ đập bát trà, phát ra tương xứng tiếng vang, Lâm Tử Thiên. Tuy nói cũng là nhân vật, nhưng dù sao không kịp U Quỷ Thất như thế nhân vật. Ai, chết thì chết đi. Đúng, người nào giết? Lạc gia quản gia, Trác Phàm. Cái gì, lại là hắn? Hoàng đế lông mày nhíu lại, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là có thể gây chuyện, trước gây U Minh Cốc, lại gây Khoái Hoạt Lâm. Hừ, không biết tự lượng sức mình, sống được không bao lâu. Không biết như thế nào may mắn giết U Quỷ Thất, còn thật coi mình là cái nhân vật. Thế nhưng là bệ hạ, tiểu tử này dù sao cũng là Lạc gia trụ cột vững vàng. Hắn nếu có sự tình, đối Lạc gia là cái đả kích a. Đồng thời, ngài Minh Châu mật lệnh. Biết, biết, cười nhẹ khoát khoát tay, hoàng đế nhìn về phía Tư Mã Tiên Sinh, trong mắt tinh quang nhấp nháy, dường như xem thấu lòng hắn đồng dạng, cười nói chắc hẳn Tư Mã Tiên Sinh lại sinh lòng yêu tài, muốn trợ tiểu tử này một chút sức lực đi. Ha ha ha, giúp hắn, cũng chẳng khác nào giúp Lạc gia,
cũng chính là giúp bệ hạ. Tốt, Tư Mã tiên sinh nguyện ý đi giúp hắn, liền giúp đi. Ta nghĩ lấy Tư Mã tiên sinh mặt mũi, Khoái Hoạt Lâm cũng phải cho một hai phần đi. Hoàng đế cười khẽ một tiếng. Vũ Văn Thông dương mắt nhìn hai người một chút, trầm ngâm một hồi, lại lẩm bẩm nói, ách, Tư Mã tiên sinh, phiền phức ngài lại đi một chuyến U Minh Cốc đi. Đi chỗ đó làm gì? Tư Mã tiên sinh sững sờ, ngạc nhiên nói. Chỉ là giết U Quỷ Thất cái này nhất đại thù, U Minh Cốc thì hận chết Trác Phàm, hắn đi cũng vô dụng. Cười gian một tiếng, Vũ Văn Thông thản nhiên nói, bởi vì tiểu tử kia còn thuận tiện đem U Minh Cốc ngũ trưởng lão một cái cánh tay tháo xuống. Hiện tại U Minh Cốc càng thêm nổi trận lôi đình, nếu như ngài mặt mũi rất lớn lời nói, cũng có thể ra mặt dập lửa. Thế mà, Vũ Văn Thông lời còn chưa dứt, Hoàng đế cùng Tư Mã tiên sinh đã là cùng nhau kinh hãi. Riêng là cái kia Tư Mã tiên sinh, càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Người nói là, đem tiểu tử kia U Minh Cốc lão ngũ cánh tay cho tháo xuống một đầu, cái này sao có thể? Tư Mã tiên sinh nháy mắt mấy cái, sắc mặt kích động dị thường. Phiên giang đảo hải kim giao tiễn, phá vỡ núi đoạn thạch thông bối viên. Cái kia U Minh Cốc lão ngũ, thế nhưng là cùng Tiềm Long các lão tam nổi danh luyện thể cao thủ, có nam giao bắc phượng danh xưng. Thông bối cương viên, xuyên núi nứt đá, ai không biết, ai không hiểu, làm sao lại bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, phế bỏ một tay. Cái gì không có danh tiếng gì, hiện tại toàn bộ thiên vũ đoán chừng đều không có không biết hắn, ma vương Trác Phàm. Đại náo Hoa Vũ lâu bách đan thịnh hội, lấy một địch bảy, đánh đâu thắng đó. Ngự hạ thất gia, ba chết một tàn, làm trò hề cho thiên hạ. Vũ Văn Thông khinh thường bĩu môi, lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, Hoàng đế cùng Tư Mã tiên sinh càng kinh hãi thất sắc. Ba chết một tàn, Lâm Tử Thiên chết, U Minh Cốc lão ngũ tàn, như vậy nói cách khác, còn có hai người bỏ mình. Hoàng đế giật mình, vội vàng nói, hai người kia là ai? Ây, Dược Vương Điện độc thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng. Vũ Văn Thông nhìn xem Hoàng đế sắc mặt, trầm ngâm một trận, cẩn thận nói. Tê, hít sâu một hơi, Hoàng đế cùng Tư Mã tiên sinh trong nháy mắt thì không bình tĩnh. Chết một cái Lâm Tử Thiên ngược lại không quan trọng, nhưng là cái này độc thủ Dược Vương danh tiếng, so với U Quỷ Thất đến, chỉ mạnh không yếu. Liền hắn cũng chết trong tay Trác Phàm, cái kia Dược Vương Điện nhất định là không chết không thôi a. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ cũng là trời sinh gây chuyện sao? Hắn có phải hay không tự nhận là Lạc gia có chúng ta Hoàng gia bảo bọc, liền có thể một người ở bên ngoài muốn làm gì thì làm? Hoàng đế tức đến sắc mặt đỏ thẫm, chửi ầm lên. Tư Mã tiên sinh lại là khẽ vuốt một chút chòm râu, một mặt cảm thán, có thể gây chuyện lớn như vậy, cũng là một loại bản sự a. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ Lạc gia, vậy mà ra như thế một cái hung ác tiểu nhi. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Ai ra, Tư Mã tiên sinh, ngài cũng đừng ở nơi đó ái tài sốt ruột. Tiểu tử này làm hỏng việc, đều nhanh chọc thủng trời. Một hơi liên tục đắc tội ba nhà, hắn thật đúng là thấy mình rất trâu, về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Hoàng đế tức giận tới mức run rẩy, chấm vốn còn muốn trông cậy vào hắn chấn hưng Lạc gia, hiện tại đừng cho Lạc gia gây tai họa thì cảm ơn trời đất, chấm Minh Châu mật lệnh a. Tư Mã tiên sinh nhìn đến nhịn không được cười lên, khoát khoát tay khuyên nhủ, bệ hạ đừng vội, cùng lắm lão phu tự mình xuất thủ, đem hắn nắm chặt đến, không để sau này gây rắc rối là được. Còn cái kia ba nhà, còn không dám công nhiên xem thường Hoàng uy, đi tìm Lạc gia phiền phức. Cái kia ba nhà không dám, nhưng còn có một nhà đâu. Lúc này, Vũ Văn Thông nhỏ giọng bĩu môi nói. Nghe được lời này, hai người mới kịp phản ứng, còn có một tên người chết đây. Sau đó vội vàng hỏi nói, người kia, là ai? Ách, phụ hoàng, ngài nhưng là muốn chịu đựng. Liếm liếm bờ môi, Vũ Văn Thông thở sâu, gần từng chữ một, đế vương môn nhị công tử, Hoàng Phủ Thanh Vân. T. Hai người giật mình, Tư Mã tiên sinh đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hoàng đế càng là khẽ vỗ tim, từng ngụm thở ra vài hơi thật dài, không lưu loát lên tiếng, chấm trái tim. Mẹ hắn. Tiểu tử này còn thật, đem trời cho xuyên phá a. Trầm mặc, trước kia vui sướng trong ngự hoa viên, cho tới bây giờ không giống hôm nay trầm mặc như vậy qua. Liền những cái kia líu díu chim nhỏ, tựa hồ cũng cảm nhận được cái này nặng nề bầu không khí, không còn dám kêu lên một tiếng.
Vũ Văn Thông cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút mặt mũi tràn đầy âm trầm hoàng đế, con người tới lui chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Tư Mã Tiên Sinh cau mày, dầu dĩ nói, bệ hạ, sự tình đã như thế, bộ này cục diện rối rắm đến tột cùng muốn thế nào thu thập, còn mời bệ hạ định đoạt. Nếu như không được, cái này Lạc gia phải bỏ qua. Khẽ vuốt râu, hoàng đế tại hai người trước mặt tới lui đi dạo, tản bộ, mi đầu ngưng tụ thành một cái khe. Thật lâu, mới dừng bước lại, nhưng trong mắt dĩ nhiên đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn mang theo từng tia sắc bén sát phạt chi khí. Không, Lạc gia cùng tiểu tử kia, chẳng muốn bảo vệ đến cùng. Khoát khoát tay, hoàng đế thở sâu, hét lớn lên tiếng, từ chẳng đăng vị đến nay, liền một mực nhường nhịn. Lần này lại là cũng đã không thể nhẫn, nếu không, chẳng phải bị buộc đến bên bờ vực không thể. Truyền chẳng ý chỉ, nhanh điều độc cô lão nguyên soái hồi triều phục mệnh, lệnh hắn lập tức lên đường, không được sai sót. Cái gì, tứ trụ thứ hai, chiến thần độc cô chiến thiên muốn trở về. Không khỏi giật mình, Vũ Văn Thông trong lòng do dự, nhưng cũng không dám nói chuyện, Tư Mã Tiên Sinh lại vội vàng nói, bệ hạ tuyệt đối không thể a, độc cô lão nguyên soái trấn thủ biên giới, Khuyển Nhung đại quân không dám có chút vượt lôi chỉ một bước. Nếu là lúc này điều hắn hồi triều, chỉ sợ biên giới sinh biến. Cũng không cần cố kỵ như vậy, biên giới đã gần 30 năm không có chiến sự, nghĩ đến không có vấn đề gì lớn. Hoàng đế phất phất tay, cường ngạnh đánh gãy Tư Mã Tiên Sinh thuyết phục, trong mắt thình lình lóe qua một đạo lãnh mang, chấm chính là muốn nói cho chấm cái kia biểu huynh, thiên hạ vẫn là chấm, hắn đã chạm đến chấm phòng tuyến cuối cùng. Trong lòng không khỏi run lên, Tư Mã Tiên Sinh biết hoàng đế đã quyết định, liền thầm thở dài, không khuyên nữa. Vũ Văn Thông thì là vội vàng lại bái một chút, đi xuống truyền chỉ. Chỉ có hoàng đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, tựa hồ tại phát ra trận trận cười lạnh. Đế đô, trong phủ thừa tướng. Thừa tướng Gia Cát Trường Phong đang nằm tại một trương trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, liền lại biến mất. Chậm rãi mở ra hai con ngươi. Gia Cát Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo cơ trí ánh sáng, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, tiểu hầu tử đại náo thiên cung, cuối cùng đem hắn bức gấp, thế mà liền lão già kia đều triệu hồi tới. Ha ha ha, xem ra hắn cùng bảy nhà vạch mặt thời điểm nhanh đến, vậy lão phu thì lại thêm một mồi lửa đi. Nói, Gia Cát Trường Phong nhìn về phía ngoài viện, nói khẽ âm dương song lão ở đâu. Gia Cát thừa tướng, ngươi tìm chúng ta. Một đen một trắng hai bóng người, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Gia Cát Trường Phong nhạt cười một tiếng nói, hai vị, các ngươi nhưng biết Tích Lôi Sơn ở nơi nào sao? Đương nhiên, đó là hộ quốc Tam Tông một trong, mà Sách Tông thiết lập hạ một đạo cấm chế. Bên trong giam giữ lấy bốn cái phạm tông quy người, mỗi ngày thụ vạn lôi phệ tâm thống khổ, đã có hơn 60 năm. Mái tóc màu đen lão giả thản nhiên nói. Hơi hơi gật gật đầu. Gia Cát Trường Phong cười nói, rất tốt, cái kia hai vị có chắc chắn hay không phá tan cấm chế, thả bốn người kia đi ra. Không khỏi giật mình, hai người liếc nhìn nhau, đều là nghi ngờ nhìn về phía hắn, không rõ ý. Gia Cát thừa tướng, người thả bọn họ ra ngoài làm gì? Trước không luận Ma Sách Tông trong tông sự tình, chúng ta không tiện nhúng tay. Vẻn vẹn chỉ là bốn người này đều là ma đạo hung đồ. Lại từng tại đại tông môn bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, chỉ sợ căn bản không có thể làm việc cho ta. Lão giả tóc trắng liền ôm quyền, cau mày nói. Cười nhẹ lắc đầu, Gia Cát Trường Phong thản nhiên nói, cái kia bốn cái lão gia hỏa bị nhốt 60 năm, mà Sách Tông thì lại không có quản qua. Coi như thả bọn họ đi ra, chỉ cần người ta không nói, người nào có thể biết. Huống hồ, lão phu cũng không phải là muốn mời chào bốn người này. Tóm lại, các ngươi có thể làm đến sao? Đương nhiên, liếc nhìn nhau, âm dương song lão cùng nhau gật đầu. Bọn họ tuy nhiên không phải đại tông môn xuất thân, nhưng tu luyện mấy trăm năm, hai người thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Chỉ là một cấm chế, không làm khó được bọn họ. Khẽ gật đầu, Gia Cát Trường Phong cười to lên, tốt, vậy các ngươi liền đi đi. Thiên vũ cái này vũng nước đục, thật sự là ngày càng đục, ha ha ha. Cùng một thời gian, Tiềm Long Các bên trong, các chủ Long Giật Phi chính cùng rất nhiều trưởng lão lắng nghe Long Cửu trở lại báo cáo,
lại là nghe được từng cái sắc mặt càng ngày càng chấn kinh. Chờ Long Cửu đem tất cả mọi thứ báo cáo rõ ràng về sau, tất cả mọi người đã tất cả đều trợn mắt hốc mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Người nói là, hắn đem U Minh Cốc lão ngũ, thông bối cương viên cánh tay dỡ xuống một cái. Tam trưởng lão không khỏi cả kinh chép miệng nện miệng, lớn tiếng hỏi. Biết cái kia phức tạp tâm tình, Long Cửu không khỏi cười khan một tiếng khuyên nhủ, tam ca ngài đừng nóng vội, ta vừa mới không phải nói a, hắn là ăn bạo nguyên đan mới mạnh như vậy, nếu là ngươi cũng ăn. Thế nhưng là ngươi vừa mới cũng đã nói, cái kia thông bối cương viên cũng ăn. Tam trưởng lão trên mặt dần dần lóe qua một chút mất mát. Long Cửu chặn lại nói, đúng vậy a, lời nói là không sai, nhưng là tiểu tử kia ăn 5 viên, nếu là ngài ăn 5 viên. Vậy lão phu thì tự bảo. Long Cửu còn chưa nói xong, tam trưởng lão liền đã thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đều là thất lạc, mà lại, người ta vẫn là cái đoán cốt cảnh a. Ai, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, xem ra lão phu thật sự là lão. Nhìn đến tam trưởng lão như thế phiền muộn bộ dáng, Long Cửu bất giác chép miệng nện miệng, lại là không biết nên khuyên như thế nào mới tốt. Chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ngài liền không thể cùng mình người bình thường so a, nhất định phải cùng tiểu quái vật kia so, đây không phải tìm tai vạ a. Lúc này, một vị đầy mặt râu dài lão giả tóc trắng nhìn về phía tam trưởng lão, hét lớn lên tiếng, lão tam, ngươi liền biết tính toán điểm này cá nhân vinh nhục, chẳng lẽ ngươi không nghe ra sự kiện này tránh thức trọng điểm, là đế vương môn hoàng phủ Thanh Vân bị giết sao? Đúng vậy a, đế vương môn hoàng cực bá thể quyết chính là luyện thể kỳ thuật. Tiểu tử kia thế mà đem Hoàng Phủ Thanh Vân một nửa thân thể cho đánh bay, đây là đến cường hãn bao nhiêu thân thể mới có thể làm đến a, lão phu không kịp vậy. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, càng thêm thất vọng mất mát. Lão giả kia vừa đỡ cái chán, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này huynh đệ không có cứu. Tiếp lấy vội vàng nhìn về phía Long Giật Phi nói, các chủ, việc này dính dấp đế vương môn, chúng ta lại không tiện nhúng tay. Nếu là đế vương môn bởi vì tiểu tử kia, liên lụy đến trên đầu chúng ta. Thế nhưng là, vừa mới lão cửu đã nói qua, lần này đế vương môn rất có thể là muốn nhằm vào còn lại thế gia, coi như không có trách phạm việc này, cũng chậm sớm sẽ tìm tới chúng ta Tiềm Long Các. Cho dù chúng ta bây giờ cùng trách phạm đoạn quan hệ, cũng chỉ là tránh cùng nhất thời, ngày sau chỉ sợ lại muốn theo gót Hoa Vũ Lâu. Lại một vị trưởng lão, lập tức đánh gãy lão giả kia lời nói. Như vậy chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại chúng ta cùng Trác Phàm liên thủ, liền có thể ứng đối đến đế vương môn sao? Đây không phải cho nó một cái lấy cớ, diệt chúng ta Tiềm Long Các a. Coi như không có lấy cớ này, hắn cũng giống vậy chiếu diệt, chẳng lẽ đế vương môn dã tâm, chúng ta không rõ ràng sao? Chỉ bất quá ngày sau, chúng ta sẽ giống như Hoa Vũ Lâu, bị hắn mài chết mà thôi. Cùng như thế, còn không bằng oanh oanh liệt liệt liều thống khoái. Tốt, không khỏi hét lớn một tiếng, Long Giật Phi khoát khoát tay, đánh gãy hai vị trưởng lão cãi lộn, trong mắt lóe lên một đạo kiên định ánh sáng, lúc trước cùng Trác Phàm kết minh, là ta đồng ý, mà lại hiện tại cũng không có ý định cải biến. Tiểu tử này biểu hiện, lệnh ta mở rộng tầm mắt, ngày sau hẳn là ta Tiềm Long Các một sự giúp đỡ lớn. Vẫn là câu nói kia, Trác Phàm không chết, cùng Lạc Gia kết minh không thay đổi. Thế nhưng là các chủ, đế vương môn chỗ đó. Không cần phải nói, ta sớm có dự định. Phất phất tay, Long Giật Phi trong mắt tinh quang lóe qua, cười lạnh thành tiếng, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Chúng ta cùng Trác Phàm kết minh trong bóng tối tiến hành, trên mặt vẫn là lấy đế vương môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ tìm không thấy cớ, liền không làm gì được chúng ta. Thì ra là thế. Mọi người khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, ào ào hạ bái các chủ anh minh. Hừ. Cái gì anh minh, chỉ là chân đạp hai cái thuyền a. Long Giật Phi bất đắc dĩ cười khổ, tuy nhiên hắn hận nhất loại người này, nhưng mặt đối gia tộc lợi ích, hắn vẫn như cũ không được không làm như vậy, bởi vì đây là ổn thỏa nhất cách làm. Các chủ, đế vương môn truyền tin. Đột nhiên, ngoài cửa hét lớn một tiếng, có đệ tử quỳ bẩm. Long Giật Phi giật mình, cùng tất cả trưởng lão liếc nhau, liền để người kia tiến đến. Cái này đế vương môn. Tới thật nhanh a. Đón lấy, người kia đi vào cửa, hướng Long Giật Phi quỳ trình lên một phong viết lấy đế vương môn ba chữ lưu kim tin thiếp, liền lui xuống đi.
Long Giật Phi tiếp nhận, mở ra xem, lại là trong nháy mắt kinh hãi một chút, thật lâu nói không ra lời. Tam trưởng lão gặp này, đem cái kia tin thiếp tiếp nhận xem xét, lại là đột nhiên trừng lớn hai mắt, đọc lên âm thanh đến, sau nửa tháng, đế vương môn tụ. Bảy nhà cùng thảo phạt, đồ ma đại kế. Đồ ma, chẳng lẽ nói. Tam trưởng lão giật mình, Long Giật Phi hơi hơi gật gật đầu, thở dài lên tiếng, xem ra đế vương môn lần này là thật ra ngoan chiêu, bất quá lần trước xuất động chiêu này, vẫn là 300 năm trước đi. Đúng vậy a, bất quá 300 năm trước tiểu quái vật kia, là thật đem bảy nhà bức điên. Thế nhưng là lần này, đế vương môn vẻn vẹn vì bản thân lợi ích, liền xuất động chiêu này, liền còn lại 6 nhà ý kiến cũng không hỏi, là thật đem mình làm bảy nhà đứng đầu a. Tam trưởng lão trong mắt lãnh mang lóe lên, oán hận nói, lần này bách gia tranh minh, chúng ta Tiềm Long Các nhất định không thể lại thua. Mọi người nghe đến, đều là một mặt chiến ý gật đầu. Cùng lúc đó, còn lại 5 nhà cũng tiếp vào đế vương môn đồng dạng thiếp mời. Bỗng nhiên, lục đại thế gia cùng phó đế vương môn, thương thảo đối phó ma vương Trác Phàm kế sách. Hắt xì, chính ở trên không cấp tốc hướng lạc gia chạy về Trác Phàm. Đột nhiên một cái lạnh run, đánh cái nhảy mũi, không khỏi nhướng mày, sờ mũi một cái nói, mẹ hắn, người nào đang chủ yếu ta? Tại sao ta cảm giác sau lưng có một cỗ ý lạnh phát lên? Ha ha ha, Trác quản gia đại náo Hoa Vũ Thành, thương vong mấy chục ngàn người. Cái này mấy chục ngàn người oán độc tập hợp một chỗ, ngài có thể không có ý lạnh à? Đi theo tại bên cạnh hắn phi hành độc thủ Dược Vương, nhịn không được cười lên. Ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trác Phàm lông mày nhíu lại, nhìn về phía Nghiêm Tùng, cười nhạo nói, Nghiêm trưởng lão, Hoa Vũ Lâu đối với ngài oán niệm, chỉ sợ so ta rất được nhiều a. Hoa Vũ Lâu mấy chục ngàn nữ đệ tử oán niệm tề tụ, ngài cảm giác qua sau lưng ý lạnh sao? Ách, không khỏi trì trệ, độc thủ Dược Vương xấu hổ cười cười nói, lão phu quen thuộc. Bất giác bĩu môi, Trác Phàm trong lòng cười lạnh. Dù sao hai người bọn họ người nào đều không phải là người tốt, cũng liền ai cũng chớ giễu cợt đối phương. Chờ một chút. Đột nhiên, Trác Phàm thân hình đột nhiên dừng lại, độc thủ Dược Vương khẽ giật mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, làm sao? Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, đến thật nhanh nha, phía trước bên ngoài một dặm, có mai phục. Độc thủ Dược Vương giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt, sớm tại Hoa Vũ Thành bên trong, Trác Phàm liền đã đạt đến thần chiếu cường giả thần thức lĩnh vực. Giờ này khắc này, hắn đã lại có đột phá, thần thức tự nhiên mạnh hơn, có thể biết bên ngoài một dặm động tính, cũng liền không kỳ quái. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Trác Phàm cẩn thận cảm thụ, lẩm bẩm nói, bên ngoài một dặm trong núi rừng, phía tây mai phục hai người, khí tức âm trầm, giống như là U Minh Cốc, phía đông mai phục hai người. Cước bộ nhẹ nhàng, nên là đến từ Khoái Hoạt Lâm, còn phương Bắc hai người, toàn thân khí tức nặng nề, ngưng mà không phát, ta thực sự quá quen thuộc. Hoàng cực bá thể quyết tu luyện giả, là đế vương môn cao thủ, mà lại 6 người đều là thiên huyền ngũ trọng trở lên tu vi. Trác quản gia thật sự là thật bản lãnh, đây chính là thần chiếu cảnh thần thông A. Độc thủ Dược Vương một mặt hâm mộ khen, kể từ đó, chúng ta liền có thể né qua bọn họ. Để bọn hắn tiếp tục chờ đi xuống, đi uống gió Tây Bắc đi thôi, ha ha ha. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm nhếch miệng lên, lộ ra cái tà dị tiếu dung, tại sao muốn tránh đi bọn họ. Đã bọn họ đến, dù sao cũng phải cùng bọn hắn đánh cái đối mặt mới được. Trác quản gia, tuyệt đối không thể. Nghe được lời này, độc thủ Dược Vương không khỏi quá sợ hãi, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ngài tuy nhiên tại Hoa Vũ Thành lấy một địch bốn, nhưng nói câu không xuôi tai, cái kia dù sao cũng là chúng ta khinh địch trước đây, mà lại bốn người phân biệt đến từ bốn nhà, phối hợp thêm cũng nhiều có sơ hở. Nhưng là bây giờ xem bọn hắn mỗi nhà đều ra hai người, rõ ràng cũng là giải đầy đủ tình báo, mỗi người phối hợp xuất thủ. Ngài nếu là lại uống thuốc ngăn địch, bọn họ chỉ cần thêm chút trì hoãn, ngài thì tự chịu diệt vong. Lông mày nhíu lại. Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, không nghĩ tới lão nhân này nhanh như vậy thì đối với hắn khăng khăng một mực, khắp nơi vì hắn suy nghĩ, sau đó hí ngược nói, lúc trước ta là một cái người, lần này không phải còn có ngài giúp ta một chút sức lực à. Ta, không khỏi sững sờ,
Độc thủ dược phương lập lòe lắc đầu, thế nhân sợ ta, đều là bởi vì ta cái kia thất thải vân la trưởng chi độc. Thế nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, chỉ cần có một người bỏ sinh cuốn lấy lão phu thất bại, về sau lại đi dược vương điện muốn giải dược là được. Điểm này, ngài lúc trước cùng tiểu đồ đánh qua, hẳn là rõ ràng nhất. Xác thực, lúc trước Trác Phàm mặc dù là cải trang Tống Ngọc, nhưng loại này liều chết đấu pháp, đúng là đối phó dược vương điện độc trưởng khắc tinh, rất khác nhau mệnh đổi một mạng. Huống chi xem bọn hắn bộ dáng, giống như có lẽ đã liên hợp. Vậy bọn hắn coi như chúng độc, dược phương điện cũng sẽ cung cấp giải dược, cái này độc thủ dược phương uy hiếp thì lại hạ xuống rất nhiều. Thế nhưng là, nếu là ngài nhất trưởng có thể để bọn hắn trong mọi người độc đâu? Bọn họ chiến đấu, có phải hay không thực lực liền muốn giảm nhiều? Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm khóe miệng nhếch lên một cái tà dị tiếu dung. Không khỏi sững sờ, độc thủ dược phương trong lòng không hiểu, lẩm bẩm nói cái kia làm sao có thể. Đối phương không phải người ngu, lão phu xuất trưởng bọn họ hội đứng đấy bất động, ngoan ngoãn tiếp nhận a. Huống hồ, bọn họ đều là thiên huyền cảnh cao thủ, coi như không có có thần chiếu cảnh thần thông, có thể xa như thế khoảng cách liền cảm giác được tất cả mọi thứ động tĩnh, nhưng ở ngàn mét bên trong, cũng có thể phát giác được người tới khí tức. Sợ là chúng ta hai người vừa mới đến gần, bọn họ thì phát giác, căn bản không có cách nào xuất thủ. Nếu là bọn họ không phát hiện được chúng ta khí tức đâu. Lúc này, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, quỷ dị nhìn độc thủ dược vương liếc một chút. Độc thủ dược vương khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Nhưng là sau một khắc, một cái màu đỏ đan hoàn liền hướng hắn nơi này ném qua tới. Độc thủ dược vương tiếp nhận, trong mắt càng hiện nghi hoặc. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, đây là nhất phẩm linh đan, ẩn khí tức đan. Chỉ cần ăn nó, trong vòng một ngày người ta khí tức đều sẽ biến mất hoàn toàn không có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ cần không phải thần chiếu cảnh trở lên cường giả cố ý dùng nguyên thần dò xét, người nào cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Nói, Trác Phàm chính mình ăn trước một khỏa. Chỉ một thoáng, cái kia một thân khí thế cường hãn đúng là trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có. Độc thủ dược phương tại trước người hắn lớn nhất trải nghiệm, không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trong thiên hạ này vì sao lại có thần kỳ như thế đan dược, lão phu làm sao chưa từng nghe qua, hơn nữa còn là nhất phẩm đan, như thế giá rẻ. Độc thủ dược phương đã cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được trước mắt sự thật. Trác Phàm khinh thường cười cười, thản nhiên nói, cái này thượng cổ thất truyền đan phương, người đi đâu nghe qua. Có điều không sao cả, về sau ta sẽ từ truyền cho ngươi. Dù sao đem ngươi chiêu tiến đến. Cũng là giúp ta luyện đan. Mà lại cái này ẩn khí tức đan, về sau cũng có tác dụng lớn chỗ, hiện tại ngươi trước hết cùng ta, giải quyết những thứ này đáng ghét con ruồi lại nói. Vừa dứt lời, Trác Phàm mạnh mẽ dậm chân, đã là trong nháy mắt hướng về phía trước bay đi. Độc thủ dược phương giật mình một hồi lâu, mới một nuốt đan hoàn, cao hứng bừng bừng đuổi theo đi, nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đừng nói trước cái này Lạc gia gia tộc quy mô lớn bao nhiêu, đơn là có thể theo Trác Phàm học được cái này thất truyền lên cổ đan phương, làm một tên luyện đan sư, cái kia chính là kiếm lớn a. Xem ra cùng tiểu tử này lăn lộn, còn thật có tiền đồ, hoàn toàn không lỗ a. Độc thủ dược phương tâm lý vui hấp tấp, giống như hắn lần thứ nhất luyện ra một viên linh đan lúc bộ dáng. Một mảnh che lấp giữa rừng núi. Hai vị lão giả áo bào trắng chính ngồi ngay ngắn ở hai khối trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là toàn thân cao thấp nhưng đều là dị thường cảnh giác, cho dù một trận gió nhẹ thổi qua, bọn họ lỗ tai đều sẽ ngăn không được động một cái. Chờ cho thấy cái kia xác thực chỉ là một cỗ không thể bình thường hơn được gió mát, mà không phải cái nào đó cường giả khí thế lúc, mới lại bình tĩnh trở lại. Tam ca, tiểu tử kia hội từ chỗ này đi qua a, thế nhưng là chờ nhiều ngày như vậy. Vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Có thể hay không hắn đã bay qua, hoặc là đổi một con đường khác? Một vị lão giả khẽ nhắm hai con ngươi, thì thào hỏi. Một vị khác lão giả đồng dạng không có mở to mắt, vẫn như cũ yên tĩnh bó gối tại trên đá lớn, thản nhiên nói, lãnh tiên sinh luôn luôn thần toán vô địch, hắn suy đoán nói chung sẽ không sai. Hắn nói chúng ta hôm nay, hội ở trên con đường này gặp phải cái kia giết lão lục hung đồ. Thì nhất định sẽ gặp phải, kiên nhẫn chờ đợi đi. Ai, thế nhưng là như thế chờ đợi,
lại là quá mức không thú vị. Lão giả kia ai thán một tiếng, giống như một vị trí giả giống như, lắc đầu. Lúc này, một đạo màu đen bóng mở chậm rãi hướng hai người tiếp cận, nhưng là hai người lại toàn không có phát giác. Chờ cái kia bóng mở đi vào hai người sau lưng lúc, lại là đột nhiên sấm sét nổ vang, hai đạo lôi rực giống như hai thanh dao nhọn đồng dạng bỗng nhiên theo phía sau bọn họ xuyên thẳng mà qua. Trác Phàm bóng người, cũng theo cái kia trong bóng tối hiển hiện ra. Phốc, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, hai người cùng nhau sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cứng ngắc cổ nghiêng đầu đi, lại chính khi thấy Trác Phàm cái kia bất đắc dĩ biểu lộ. Ai, khó được lão tử sợ bị các ngươi phát hiện, cố ý dùng ra tiềm ảnh quyết, nguyên lai các ngươi tất cả đều nhắm mắt lại trang. Liền mai phục đều không cần tâm, khoái hoạt lâm thật đúng là không có tiền đồ. Nhẹ lay động cái đầu thở dài, Trác Phàm tại hai người kinh khủng bên trong mang theo nghi hoặc trong ánh mắt, chậm rãi nắm được hắn nhóm cổ. Nhất thời trong tay hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, bất quá mấy hơi ở giữa, hai người liền tất cả đều hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất tại trong thế giới này. Có lẽ bọn họ tại trước khi chết còn tại nghi hoặc, cái này nha đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Nguyên bản hắn cùng Lâm Tử Thiên giao thủ qua, cảm thấy khoái hoạt lâm công pháp tốc độ kinh người, có lẽ sẽ rất khó đối phó, cho nên ngay từ đầu liền chọn hai người bọn họ ra tay. Nhưng không nghĩ tới gặp phải như thế hai cái nhị bức, mai phục còn nhắm mắt lại trang bức, cái này không phải là tìm chết sao? Chẳng lẽ lão tử liền giết bốn cái bảy thế gia trưởng lão cao thủ, còn như thế không được coi trọng? Bất quá dạng này cũng tốt, hắn xuất thủ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm thụ lấy tan đi hai cái thiên huyền cao thủ về sau, trong cơ thể mình càng thêm dồi dào nguyên lực, Trác Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn về phương tây núi rừng bên trong. Nơi đó là U Minh Cốc hai cái thiên huyền cao thủ, cũng hẳn là trưởng lão cấp. Hừ hừ, thật sự là lão đối thủ. Trác Phàm cười lạnh một tiếng, lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, giống như U Linh hướng chỗ đó vào tới. Phía tây núi rừng bên trong, đồng dạng là hai vị lão giả. Nhưng là cùng khoái hoạt lâm cái kia hai cái mai phục còn đùa nghịch lão đầu không giống nhau, hai người này ánh mắt dị thường âm lãnh, thỉnh thoảng lại hướng nhìn bốn phía. Tựa hồ biết Trác Phàm lợi hại, hai người sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, không thấy mảy may buông lỏng. Lão Tam, tiểu tử này chậm chạp không đến, để cho chúng ta thật tốt nóng lòng a. Một vị lão giả kéo kéo tay áo, một mặt chiến ý, tại bốn phía đi tới đi lui, ngó nhìn tứ phương động tĩnh. Một đôi như chim ưng hai mắt, giống như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đảo qua mỗi một chỗ ngóc ngách. Một vị khác lão giả đồng dạng tại bốn phía xem, nhưng không biết vô tình hay là cố ý, lại là một mực cùng lão giả kia duy trì trăm bước khoảng cách, nghiêm túc nói, lão tứ, tiểu tử này chẳng những giết lão thất, còn có thể phế lão ngũ một tay, âm hiểm độc ác, thực sự không phải lương thiện. Người ta lại không thể coi hắn là cái mới xuất đạo đoán cốt cảnh, phớt lờ. Một hồi hắn đến về sau, chúng ta nhất định muốn chiếu ứng lẫn nhau, không cần thiết sẽ cùng hắn đơn đả độc đấu, bước lão thất cùng lão ngũ theo gót. Ngươi yên tâm đi, ta coi như tiểu tử này là cùng lão đại một dạng thiên huyền cao thủ. Lão tứ hung hăng gật đầu một cái, trên mặt hiện ra xưa nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Một đạo bóng mở chậm rãi hướng bọn họ tới gần, nghe đến bọn họ lời nói sau, Trác Phàm không khỏi lông mày nhíu lại, trong lòng khen lớn. Thế này mới đúng a, lấy loại này như lâm đại địch thái độ, tới đón tiếp lão tử đến, mới phối hợp lão tử ma hoàng thân phận nha. Thế nhưng là, các ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận, lão tử làm sao đánh lén. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm lại có chút hoài niệm lên phía đông trong núi rừng cái kia hai cái khoái hoạt lâm trang bức lão đầu. Dù sao, bọn họ để hắn bớt rất nhiều chuyện, nhưng là hai cái này làm sao bây giờ? Nếu để cho hắn một hơi đối phó hai cái thiên huyền cảnh, hơn nữa còn là tại cái kia U Minh Cốc ngũ trưởng lão phía trên hai đại cao thủ, hắn cũng là rất cố hết sức. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm không khỏi do dự lên. Thế mà, ngay tại lúc này, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phương bắc núi rừng bên trong đột nhiên toát ra bảy màu khói đặc. Phàm là bị cái này khói đặc nhiễm địa phương, mặc kệ là thực vật vẫn là động vật, thậm chí là khắp nơi đất đá. Trong nháy mắt liền suy sụp mục nát đi xuống, không có sinh cơ. Cái này hai tên lão giả hướng về phía trước xa xa nhìn một cái,
không khỏi kinh hãi, liếc nhìn nhau, cùng nhau nói, thất thải Vân La trưởng. Cái này Dược Vương Điện người làm sao tới, ngay từ đầu không phải là không có bọn họ sao? Lão Tam trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão Tứ nghĩ một lát, thờ ơ khoát khoát tay, cười nói, hắc hắc hắc. Bọn họ đệ nhất luyện đan sư độc thủ Dược Vương không phải cũng là bị tiểu tử kia cho giết a, mà lại nghe nói liền thi thể đều bị cướp đi, đây chính là lúc này đánh mặt a, có thể không xấu hổ giận dữ a. Đoán chừng bọn họ là tự động xin đi giết giặc đến, dù sao thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Thế nhưng là, bọn họ làm gì đánh ra thất thải Vân La trưởng, chẳng lẽ? Lão Tam nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Lão Tứ cũng là trong mắt sáng lên, đại kêu ra tiếng, bọn họ phát hiện tiểu tử kia, chúng ta nhanh đi trợ trận. Nhưng là, còn không đợi hai người bay đi, cái kia trong mây mù lại là bỗng nhiên thoát ra hai người tới. Hai người thấy một lần, càng kinh hãi thất sắc, đây không phải đế vương môn hai vị trưởng lão a, vì sao bọn họ hội thân thể chúng thất thải Vân La trưởng kịch độc, chẳng lẽ là ngộ thương? Thế mà, đang khi bọn họ nghi hoặc ở giữa, cái kia đạo bóng mờ đã là trong nháy mắt đi vào bọn họ sau lưng. Hiu! Tiếng xé gió vang, U Minh Cốc Lão Tam cùng Lão Tứ còn đang kinh dị ở không trung hai vị kia đế vương môn trưởng lão vì sao chúng độc, chắc phàm một cái lôi vân dực đã là bỗng nhiên hướng Lão Tứ lồng ngực đâm tới. Chỉ là trong chớp mắt, chính là trực tiếp xuyên qua mà ra. Lão Tứ còn không có kịp phản ứng, nhưng cảm giác ở ngực đau xót. Liền cảm thấy thân thể không lý do phát lên một cỗ suy yếu đến, sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn. Bịch một tiếng, ngã xuống. Lão Tứ. Lão Tam giật mình, giống to lên tiếng, thế nhưng là chắc phàm một cái khác lôi vân dực đã là thẳng tắp hướng hắn nơi này đâm tới. Bất quá, hai người này xem xét thì biết rõ ngày bình thường là thường xuyên phối hợp, đến mức cho dù là vừa mới tùy ý vừa đứng, đều thành một cái góc chi thế. Tiến có thể công. Lui có thể thủ, lẫn nhau phụ trợ. Trung gian khoảng cách, lại vừa đúng. Riêng là tại Trác Phàm đánh lén Lão Tứ về sau, lại đánh lén Lão Tam đã là không kịp, chỉ có thể lựa chọn một cái. Lão Tam bỗng nhiên hướng về, sau nhảy một cái, liền tránh thoát lôi vân dực đâm xuyên. Nhìn lấy ngã trong vũng máu Lão Tứ, Lão Tam trong mắt bất giác chớp động lên óng ánh ánh sáng, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm lúc, đã là hai mắt đỏ bừng. Tràn ngập cừu hận phẫn nộ. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm liếc một cái dưới thân thi thể, lại nhìn xem đối diện cái kia thiên huyền cường giả, tựa hồ nhìn ra chút gì, không khỏi nhếch miệng lên. Ngươi chính là cái kia, ma vương Trác Phàm. Lão Tam chăm chú gãi gãi quyền đầu, toàn thân khí thế đột nhiên đại phóng, lại là thiên huyền bát trọng cảnh tuyệt thế cường giả. Coi như Trác Phàm uống thuốc, cùng chiến đấu cũng chưa chắc có thể thắng. Thế nhưng là Trác Phàm vẫn không có bất luận cái gì kinh hãi, chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía mặt đất Lão Tứ nói, hắn là huynh đệ ngươi. Các ngươi ngày thường quan hệ rất tốt. Thì tính sao, ngươi giết Lão Thất, giết Lão Tứ, còn phế Lão Ngũ, ta hôm nay tuyệt sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Lão Tam hung hăng khẽ cắn môi, tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng là cái kia một đôi phẫn nộ hai con ngươi. Nhưng như cũ thỉnh thoảng lại liếc về phía mặt đất cái kia thi thể. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Trác Phàm không khỏi trong lòng cười lạnh. Lôi vân dực cuốn một cái, đem cái kia thi thể cuốn lại. Ngươi muốn làm gì? Lão Tam giật mình, hét lớn. Nếu như là người khác, làm ta địch nhân, ta chẳng những để hắn chết, còn muốn hung hăng lấy roi đánh thi thể, để hắn chết không nhắm mắt. Trác Phàm lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc. Lão Tam quính lên, vừa muốn xông tới, nhưng là Trác Phàm lại là lời nói xoay chuyển, ai thán nói, nhưng là... Lão Tam chỉ trệ, nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Xem các ngươi như thế huynh đệ tình thâm, ta liền bỏ qua hắn đi. Thực ta cũng có cái đồng sinh cộng tử huynh đệ, sau cùng lại chết tại u quỷ thất thủ hạ. Nếu không phải như thế, đại khái ta cũng sẽ không cùng các ngươi U Minh Cốc có bất kỳ gút mắc đi. Trác Phàm thở dài, bật cười lắc đầu. Lão Tam sững sờ, tựa hồ mới biết được vì sao một cái Tam Lưu gia tộc tiểu tử, sẽ có gan cùng bọn hắn ngự hạ thất gia U Minh Cốc là địch, thì ra là thế. Suy nghĩ một chút vừa mới chính mình hành động, mất đi huynh đệ sau phẫn nộ, xác thực có khả năng không để ý tự thân an nguy, xông đi lên cùng huynh đệ báo thù. Dù vậy, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao?
Lão Tam lạnh hừ một tiếng, nộ khí không giảm chút nào. Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, hiên ngang đầu, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có bá khí, ta báo thù cho huynh đệ, bị gây nên hôm nay tai họa, không oán không hối, làm thế nào có thể cầu kẻ thù tha mạng. Chỉ là hôm nay gặp ngươi cùng ta có gặp cảnh như nhau, liền không roi hắn thi, đem nó còn cho ngươi, ta cùng ngươi đường đường chính chính tuyệt cái thắng bại. Ngươi vì huynh đệ ngươi, ta vì ta huynh đệ, báo thù rửa hận. Nói, Trác Phàm liền hất lên Lôi Vân Dực, đem cái kia lão tứ thi thể ném cho Lão Tam. Lão Tam vội vàng vừa tiếp xúc với, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, vậy mà phát lên từng tia kính trọng, hào khí vượt mây quát to tốt, hôm nay ta cùng ngươi đường đường chính chính, quyết nhất thư hùng, ngô. Đột nhiên, Lão Tam nói còn chưa dứt lời, lại là khí tức trì trệ, chợt cảm thấy tim một trận ý lạnh. Cúi đầu nhìn qua, chẳng biết lúc nào, hắn nơi ngực đã là đột nhiên xuất hiện một cái to bằng miệng chén huyết động. Cuồn cuộn máu tươi, chảy ra không ngừng đi ra. Lão Tam bất khả tư nghị nhìn về phía đối diện Trác Phàm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng là làm sao làm a, lão tử còn không có cùng tiểu tử này làm một vố lớn, làm sao rất là kỳ lạ chúng chiêu. Khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong, Trác Phàm vẫy tay. Phốc, một tiếng vang giòn phát ra. Một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ cái này Lão Tam sau lưng xuyên qua mà ra, bay trở về Trác Phàm bên người, không ngờ mở cho hắn một cái lỗ máu. Kinh ngạc nhìn nhìn về phía chỗ đó, Lão Tam lúc này mới phát hiện, đó là cái lóe kim quang trẻ sơ sinh. Đây là ta ma vật, lúc trước ta đưa nó giấu ở thi thể kia bên trong, cho ngươi ném đi qua, chính là vì thừa cơ đánh lén ngươi. Mà lại vì giảm xuống ngươi lòng cảnh giác, ta huynh đệ kia bị giết cố sự. Cũng là biên đi ra. Ta giết u quỷ thất, cũng là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Hướng về Lão Tam khoát khoát tay, Trác Phàm lộ ra một giống ác ma mỉm cười, vĩnh biệt, trọng tình trọng nghĩa U Minh Cốc Tam trưởng lão. Hy vọng kiếp sau, ngài đừng có lại dễ dàng như vậy tin tưởng người xa lạ lời nói, riêng là. Người địch nhân, ha ha ha. Chậm rãi ngã về phía sau, Lão Tam thân thể dần dần phát lạnh. Chỉ là hắn sau cùng trước khi chết trong mắt thu vào, là để hắn càng thêm trong lòng phát lạnh Trác Phàm nụ cười. Ma vương Trác Phàm giảo quyệt, khó lòng phòng bị a, khó trách liền lão thất cũng không phải đối thủ của hắn. Đụng, lão tam đổ vào lão tứ thi thể bên cạnh, trong đầu tư duy như vậy đình chỉ là song đồng lại là một mực mở to, cùng lão tứ bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là chết không nhắm mắt. Bọn họ vốn là phụng mệnh đến trừ rơi Trác Phàm. Lại song song như thế đần độn u mê chết đi, không cam tâm cũng liền khó trách. Ai, ở chỗ này lãng phí thời gian quá lâu, đi giúp Nghiêm lão đi. Thở dài, Trác Phàm không tiếp tục xem bọn hắn hai liếc một chút, thu hồi huyết anh, liền bỗng nhiên bay về phía không trung. Chỉ là mấy hơi thở, liền tới đến phương Bắc Sơn Lâm trên không. Giờ này khắc này, hai vị đế vương môn trưởng lão đều là đã biến thành một mảnh xanh biếc. Tất cả đều là thiên huyền 9 tầng cao thủ. Nhưng là bởi vì thân chúng kịch độc, thiên huyền 9 tầng thực lực, lại cứ thế mà bị suy giảm đến thiên huyền tứ trọng cảnh lực lượng. Bất quá bởi vì đều là luyện thể thu giả, dù vậy, y nguyên thực lực mạnh mẽ, không tại đồng dạng thiên huyền 6 tầng cao thủ trở xuống. Suy nghĩ một chút Hoàng Phủ Thanh Vân ngày đó huyền nhị trọng thực lực, liền để thế gia khác rất nhiều cao thủ chấn kinh, liền có thể minh bạch cái này đế vương môn luyện thể thu giả lợi hại. Hiểu lầm, lão phu đánh sai, lão phu tưởng rằng ác ma Trác Phàm giấu ở chỗ nào a? Đánh giám, lão phu hai người thân xuyên kim sắc đế vương môn phục sức, thiên hạ người nào người không biết. Người thân là dược vương điện bên trong người, nào có không biết đạo lý, rõ ràng thì là cố ý. Người đứng lại đó cho ta, chờ lão phu hai người đem ngươi mang ra ra rút xương, lại đi dược vương điện tìm các ngươi điện chủ tính sổ sách. Vân giữa không trung. Độc thủ Dược Phương bị dọa đến chạy trối chết, sau lưng thì là đuổi theo cái kia hai cái đế vương môn trưởng lão. Bởi vì độc thủ Dược Phương bị truyền đã chết, mà lại hắn trả triệt để giải trừ trầm tích tại thể nội độc tố, trong nháy mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi, hai cái này trưởng lão lại là hoàn toàn không có nhận ra hắn. Có điều hắn cũng không dám thừa nhận, làm là phản đồ hắn, nếu như bị nhận ra, còn không bị Dược Phương điện toàn bộ đế quốc truy nã. Hắn mặc dù là độc thủ Dược Phương, nhưng không có Trác Phàm bản sự này,
càng không can đảm đó, đến ứng phó toàn bộ đế quốc truy sát. Trác Phàm trên không trung nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi một trận thổn thức. Đây là cái kiệu uy phong bát diện, tại Hoa Vũ Lâu trước mặt không ai bì nổi độc thủ Dược Vương A, làm sao tại đế vương môn trước mặt trưởng lão, dọa đến cùng cái cháu trai một dạng. Ai, là cái này đế vương môn quá mạnh, vẫn là cái này độc thủ Dược Vương biên yếu. Trác Phàm trong lòng đã biết đáp án, nhưng vẫn là không muốn thừa nhận. Bởi vì nếu thật như thế tới nói, vậy hắn muốn đối mặt phiền phức cũng quá lớn. Đế vương môn, không ngoài 10 năm, ta tất tại ngươi phía trên. Trác Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Mà độc thủ Dược Vương nhìn đến Trác Phàm tới đây, không khỏi đại hỉ, giống như nhìn đến cứu tinh đồng dạng, hét lớn, Trác quản gia, người rốt cục đến, nhanh tới cứu ta. Nói, độc thủ Dược Vương liền trốn Trác Phàm sau lưng. Mà lúc này đây, cái kia hai tên đế vương môn trưởng lão cũng đuổi theo. Nhìn lấy Trác Phàm sau lưng lôi vân dực, không khỏi kinh hãi, đoán cốt cảnh tu vi, sau lưng mọc lên lôi dực, người chính là đại náo Hoa Vũ Thành cái kia ma vương Trác Phàm. Không sai, các ngươi hai cái là đế vương môn. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm lạnh lùng nói. Hai người kia gật gật đầu, lại kỳ dị nhìn một chút hắn sau lưng độc thủ Dược Vương, không khỏi hoảng nhiên đại ngộ, thì ra là thế, lại có Dược Vương điện người, đầu nhập vào ma vương Trác Phàm, khó trách lại đột nhiên hướng hai người chúng ta xuất thủ đánh lén, người bây giờ còn dám nói ngươi không phải cố ý. Độc thủ Dược Vương không khỏi bĩu môi, không ra tiếng. Gặp hắn ngầm thừa nhận, hai người kia không khỏi lại cười lạnh thành tiếng, hừ. Người nghĩ rằng chúng ta đế vương môn hoàng cực bá thể quyết vì sao có thể trở thành bảy nhà số một. Người cái kia thất thải vân la trưởng, lại sao có thể làm gì cho chúng ta. Xem chúng ta đem hai người các ngươi lột ra mang ra xương, mang về giao nộp. Hừ, khoác lác không làm bản nháp, rõ ràng thực lực đang giảm xuống, còn thế nào cùng chúng ta đánh. Trác Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Liếc nhìn nhau, hai người kia đều là cười to lên. Thì tính toán chúng ta bây giờ thực lực giảm xuống, chỉ có thiên huyền tứ trọng thực lực, như cũng nhẹ nhõm muốn các ngươi mệnh. Vậy ta cũng không tin, không phải vậy các ngươi trước hết giết hắn thử một chút. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nắm lấy độc thủ Dược Vương, liền ném đi qua. Độc thủ Dược Vương giật mình, không khỏi hoảng hốt, cái này Trác Phàm là muốn đem hắn bán. Hai người kia cũng là một trận mơ hồ, đem độc thủ Dược Vương sau khi nhận lấy. Một tay chế trụ hắn, gặp toàn thân hắn run rẩy, không dám phản kháng, liếc nhìn nhau, càng thêm kỳ quái. Hơi nhếch khóe môi lên làm cái tà dị đường cong, Trác Phàm thản nhiên nói, các ngươi chớ nhìn hắn nhìn thấy các ngươi nhát như chuột, nhưng là bản sự cũng không tiểu. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang thình lình theo độc thủ Dược Vương thể nội thoát ra, trong nháy mắt tiến vào một vị đế vương môn trưởng lão thân trong cơ thể. Sau một khắc, nhưng gặp vị trưởng lão kia bỗng nhiên dừng thân, không thể động đậy, ngay sau đó, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ toàn thân khô quắt đi xuống, sinh mệnh lực đã là đang nhanh chóng sói mòn. Thấy tình cảnh này, không chỉ có là cái kia một cái khác đế vương môn trưởng lão hoảng sợ kinh hãi, vội vã lui ra 50-60 trượng đi, liền độc thủ Dược Vương cũng là một mặt vẻ hoảng sợ. Hắn chả chưa từng thấy, Trác Phàm dùng huyết anh cùng thiên ma đại hóa quyết giết qua người. Lúc này thấy trong lòng càng là khó có thể tin, thế gian vì sao lại có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Chậm rãi đi vào độc thủ Dược Vương trước người, đem hắn ngăn ở phía sau, chính mình lại là vụng trộm đem huyết anh triệu hồi thể nội, nhìn về phía nơi xa cái kia đế vương môn trưởng lão cười nói, nhìn đến khác thủ đoạn a, người bây giờ còn cho rằng có thể nhẹ nhõm muốn chúng ta mệnh sao. Vị trưởng lão kia mắt hiện giật mình lo lắng, đã là cả kinh nói không ra lời. Riêng là nhìn về phía độc thủ Dược Vương phương hướng, càng thêm kiêng kỵ. Tính toán, lão đầu kia không biết là thần thánh phương nào, dù sao chỉ muốn bắt lại cái kia Trác Phàm đầu, lão phu thì đại công cáo thành, không cần cùng cái kia quỷ dị lão đầu giao thủ. Con người đi loanh quanh, cái kia đế vương môn trưởng lão thở sâu, khóe miệng một phát, cười to lên, ha ha ha. Hảo tiểu tử, thế mà tìm tới như thế một cái chỗ dựa, vậy lão phu hôm nay thì bỏ qua cho ngươi. Có điều. Là ai? Đột nhiên, trưởng lão kia nhất chỉ Trác Phàm hai người sau lưng, giống to lên tiếng. Trác Phàm hai người giật mình, quay đầu nhìn qua. Cũng ngay trong nháy mắt này, cái kia đế vương môn trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng,
lộ ra cái âm mưu đạt được khuôn mặt, đạp chân xuống trong nháy mắt lấn đến gần Trác Phàm trước người, một thanh hướng Trác Phàm đầu chộp tới. Đụng! Thế mà, hắn chả không có đụng phải Trác Phàm một sợi tóc, một vệt kim quang lại là đột nhiên từ Trác Phàm thể nội xông ra, nhất thời liền tại bộ ngực hắn mở động. Trác Phàm khoan thai xoay đầu lại, nhìn về phía đã một mặt kinh hãi đế vương môn trưởng lão, cười nhạo nói, loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử trò xiếc, các ngươi còn tại dùng sao? Hiện tại ta biết cái gì gọi là, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng đẩy, người kia tựa như một kiện đồ bỏ đi giống như rơi xuống, rơi vào vực sâu không đáy. Nhìn lấy hai cái này đế vương môn cao thủ dễ dàng như thế được giải quyết. Độc thủ Dược Vương nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn hiện tại cũng mới biết được cái gì gọi là, trong lúc nói cười, cột buồm mái trèo biến thành cho bụi. Hưu, một vệt kim quang lưu chuyển, huyết anh trên không trung bay nửa vòng, lại bay trở về đến Trác Phàm bên người. Độc thủ Dược Vương kinh ngạc nhìn cái này kim sắc đứa bé, một mặt giật mình lo lắng nói, vừa mới. Là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản. Lúc trước ngươi bị bọn họ đuổi đến chạy trối chết, bọn họ tự nhiên đối ngươi 10 phần khinh thị. Cho nên ta đem ngươi đẩy đi qua lúc, liền để cho ta ma vật phụ ở trên thân thể ngươi, thừa cơ đánh lén chúng một người. Nhếch miệng lên, Trác Phàm trên mặt lộ ra một tia gian trá nụ cười, một vị thiên huyền cường giả vô duyên vô cớ bỏ mình, một người khác khẳng định sẽ giật nảy cả mình, ta thừa cơ đem ma vật triệu hồi thể nội. Lúc này, hắn nhất định sẽ đối ngươi càng coi trọng hơn. Cho rằng ngươi là cái lúc trước một mực đang giả heo ăn hổ cường giả. So sánh với nhau, hắn sẽ nhận vì ta là tương đối tốt đối phó, tự nhiên cũng sẽ hướng ta xuất thủ. Vì có thể mau chóng đắc thủ, hắn sẽ đem một bộ phận chú ý lực đặt ở trên người của ta, một bộ phận khác thả ở trên thân thể ngươi, dạng này lại cho ta chế tạo ma vật đánh lén cơ hội tốt. Độc thủ Dược Vương nháy mắt mấy cái, trong mắt tựa hồ còn có một tia mê mang. Trác Phàm không khỏi cười to lên, thản nhiên nói, tóm lại, bọn họ sở dĩ chết. Một là quá tự đại, hai là quá cuồng vọng, ba là quá ngạo mạn. Ách, Trác quản gia, cái này không đều một cái ý tứ a. Độc thủ Dược Vương nhếch miệng, lẩm bẩm nói. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm thoải mái cười to, ha ha ha. Không sai, đây chính là cái gọi là cao thủ bệnh chung. Nguyên bản ta cùng bọn hắn chính diện chống đỡ. Chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ kiêu ngạo tự mãn quá mức, tại trước mặt người khác trang trang bức ngược lại không có gì. Thế nhưng là tại lão tử trước mặt, chỉ cần có một tia sơ sẩy, lão tử thì để hắn chết không có chỗ chôn. Trong lòng không khỏi run lên, độc thủ Dược Vương thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong mắt càng hiện vẻ kính phục. Hiện tại hắn nghĩ kỹ lại, cũng hoàn toàn làm rõ lúc trước đã phát sinh tất cả mọi thứ, Trác Phàm mỗi một câu. Thực đều là dẫn cái kia hai cái đế vương môn trưởng lão mắc câu mồi nhử. Tại trong lúc lơ đãng, đem hai người toàn bộ chém giết. Cái này cùng nói là Trác Phàm sớm bố cải bẫy, chẳng bằng nói là hắn lâm thời nảy lòng tham, thăm dò hai người tâm tính, hướng dẫn hai người rơi vào trong bẫy. Như thế tâm kế, hiếm thấy trên đời, khó trách liền cái kia u quỷ thất đều bị hắn giết. Nghĩ tới đây, độc thủ Dược Vương không tự giác hướng Trác Phàm thật sâu cúi đầu. Khắp khuôn mặt là vẻ kính nể, Trác quản gia trí dũng song toàn, mưu lược hơn người, quả thật tướng tài. Chỉ là khuất tại nhất tộc quản gia, thực sự nhân tài không được trọng dụng. Hừ, ngươi không cần nịnh nọt ta, ta tài cán, chính ta rõ ràng nhất, nếu là ta muốn địa vị cực cao, hoặc là chiếm lấy thiên hạ, cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, ai? Trác Phàm thở dài một tiếng, xa xa nhìn về phía Phong Lâm thành phương hướng. Những thứ này đều không phải là hắn chỉ muốn lạc ra bình an, kiếp này không còn xuất hiện bất luận cái gì tai nạn. Cái này không chỉ là hắn tâm ma vây khốn tạo thành, tại trong lúc lơ đãng, cái này mục tiêu cũng thành trong lòng của hắn mong muốn. Thế nhưng là độc thủ Dược Vương không biết bên trong ngọn nguồn, còn tưởng rằng là có ẩn tình khác. Con người khoảng chừng đi loanh quanh, mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm chấn kinh. Nghĩ đến Trác Phàm tuổi còn trẻ liền có thần thông như thế, lại cam làm nhất tộc quản gia. Quản gia kia là ai, gia chủ tâm phúc cái nào? Cái gọi là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Có thể bồi dưỡng được Trác Phàm dạng này tuổi còn trẻ,
lại như thế tài năng xuất chúng ma vương quản gia gia chủ, như vậy là bực nào không tầm thường nhân vật. Hơn nữa nhìn Trác Phàm bộ dáng, đúng là đối cái kia Lạc gia như thế khăng khăng một mực, cái này Lạc gia gia chủ như thế nào thật đáng kính nhân vật. Thiên Vũ còn có dạng này không nổi đại gia tộc, đại nhân vật, hắn thế mà đều chưa nghe nói qua, bây giờ lập tức thì muốn gặp được, độc thủ Dược Vương bất giác càng thêm hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời, độc thủ Dược Vương tại chính mình trong tưởng tượng, đã đem Lạc gia coi như là so bảy thế gia còn muốn to lớn gia tộc, Lạc gia gia chủ cũng là so bảy nhà gia chủ, thậm chí là hoàng đế còn muốn khiến người tôn kính tồn tại. Thế nhưng là, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, Lạc gia liền nhất lưu gia tộc còn chưa bước vào, Lạc gia gia chủ từ lâu ở ra rắm, chỉ còn lại lẻ loi hiu quạnh một đôi trai gái. Nếu không phải Trác Phàm xuất hiện, cái này song nhi nữ đoán chừng cũng muốn treo. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất mảnh mai. Câu nói này đại khái đợi đến độc thủ Dược Vương nhìn đến Lạc gia một khắc này, mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Tốt, chúng ta lên đường đi. Thở sâu, Trác Phàm chuẩn bị lần nữa khởi hành. Độc thủ Dược Vương cười cười nói, Trác quản gia, cái kia hai cái địa phương cũng dọn dẹp sạch sẽ. Trác Phàm biết hắn chỉ là mặt khác hai cái mai phục điểm, không khỏi trợn mắt một cái nói nhảm, không đánh trước phát cái kia bốn cái lão gia hỏa, lão tử nào có công phu tới cứu ngươi. Ha ha ha, nói cũng thế, Trác quản gia thật sự là lợi hại. Khoái Hoạt Lâm, U Minh Cốc bốn vị thiên huyền cao thủ, trong nháy mắt thì giải quyết, lão phu liền đế vương môn hai cái thiên huyền cao thủ đều ứng phó không được, thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Độc thủ Dược Vương nhìn không được cười lên, trong mắt lại là càng thêm kính nể Trác Phàm. Mà càng kính nể Trác Phàm, hắn đối Lạc gia thực lực, liền càng có lòng tin. Nội tâm tưởng tượng, cũng tại vô hạn phóng đại bên trong. Đột nhiên, Trác Phàm trệ trệ thân thể, độc thủ Dược Vương sững sờ, không hiểu nhìn về phía hắn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thản nhiên nói, Nghiêm lão, vừa mới ta nghe đến Khoái Hoạt Lâm cái kia hai cái lão đầu nói, lần này mai phục là Lãnh tiên sinh an bài. Cái này Lãnh tiên sinh, ngươi biết sao? Lãnh Vô Thường. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, độc thủ Dược Vương đã là ngăn không được kêu lên sợ hãi, tiếp lấy sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên, nhíu mày nhăn trán, khó trách, ta nói hồi Phong Lâm thành đường nhiều đường như vậy, vì sao bọn họ hội hết lần này tới lần khác chắn ở trên con đường này phục kích chúng ta, nguyên lai là Lãnh Vô Thường an bài. Cái này Lãnh Vô Thường, người biết. Hơi hơi gật gật đầu, độc thủ Dược Vương nhìn về phía Trác Phàm, thở dài, nói đến, cái này Lãnh Vô Thường cùng Trác quản gia, còn tính là đồng căn tương xuất. Hắn nãi nãi, ta cùng hắn lại không biết, cái gì đồng căn tương xuất. Trác Phàm không khỏi mi đầu lắc một cái, trong mắt thần quang trong nháy mắt ngưng tụ. Tựa hồ nhìn ra Trác Phàm không hiểu, độc thủ Dược Vương cười khoát tay một cái nói, ha ha ha. Trác quản gia không nên hiểu lầm, ta nói là cái này Lãnh Vô Thường cùng Trác quản gia một dạng, đồng dạng là quản gia xuất thân, đế vương môn đại quản gia. Cái gì? Trác Phàm không khỏi giật mình, trong lòng trong nháy mắt có tính toán. Đế vương môn làm bảy nhà đứng đầu, thực lực mạnh mẽ, có thể làm chỗ đó đại quản gia, phụ trợ gia chủ, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Thiên Vũ đế quốc công nhận ba vị trí tinh, thừa tướng Gia Cát Trường Phong từ không cần phải nói. Trong thiên hạ không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn làm ra quyết định, lại là tuyệt đối chính xác, cái này không người nào có thể phủ nhận. Thiên Vũ đế quốc mấy trăm năm nay một mực bấp bênh, ngoại tộc xâm lấn không ngừng, thẳng đến hắn ngồi đến thừa tướng chi vị lên, mới lại ổn định lại. Làm tứ trụ đứng đầu, hoàng đế hận hắn, nhưng lại không thể rời bỏ hắn, ngự hạ thất gia cũng đều là kiêng kỵ tại hắn, không phải là không có đạo lý. Độc thủ Dược Vương vung phất ống tay áo, bắt đầu chậm rãi mà nói, mà Thiên Vũ đế quốc thứ hai chí tinh, chính là cái này đế vương môn đại quản gia, thần toán tử, Lãnh Vô Thường. Đế vương môn làm hoàng thất họ hàng xa, thường lấy đế vương chi thuật dạy bảo hậu nhân. Bọn họ quản gia, cũng là lấy thừa tướng chi tài bổ nhiệm. Cho nên cái này Lãnh Vô Thường tuy là quản gia thân phận, nhưng ở đế vương môn bên trong quyền cao chức trọng, tương đương với Gia Cát Trường Phong tại Thiên Vũ đế quốc vị trí. Mà nói mới, nghe đồn hắn cũng không kém Gia Cát Trường Phong, nhưng từ không ai thấy qua bọn họ tại trên mưu trí đọ sức qua. Chỉ là Lãnh Vô Thường tính toán không bỏ sót, lại là chỗ làm người ta kính phục.
Cái kia cái thứ ba chí tinh đâu? Trác Phàm gặp độc thủ Dược Vương đột nhiên dừng lại, không khỏi nghi hoặc hỏi. Rực rỡ cười lắc đầu, độc thủ Dược Vương đưa tới một cái có chút mập mờ ánh mắt, ha ha ha. Trác quản gia đây không phải biết rõ còn cố hỏi a, cái này thứ ba chí tinh không vừa mới bị ngài cho làm thịt a. Thất khiếu quỷ linh lung, u quỷ thất, Trác Phàm lập tức liền kịp phản ứng. Độc thủ Dược Vương gật gật đầu, cười to lên, ha ha ha. Không sai, thứ ba chí tinh, thất khiếu quỷ linh lung, âm hiểm tàn nhẫn, độc kế xuất hiện nhiều lần, nhưng là đụng phải Trác quản gia cái này càng hơn một bậc người, một dạng chồng vào đi. Như vậy hiện tại, Trác quản gia cũng là thiên vũ thứ ba chí tinh. Đi đi đi, thiếu mẹ hắn vuốt mông ngựa, lão tử giết hắn thuần túy là cường sát. Lão tử cũng không cùng hắn phí não tử, mệt mỏi. Phất phất tay, Trác Phàm không khỏi cười mắng. Độc thủ Dược Vương khẽ vuốt một chút chòm râu, không sai gật đầu, ta đoán cũng thế, cái kia u quỷ thất tuy nhiên so ra kém phía trước hai người, nhưng cũng không đến mức bị người tùy tiện tính kế, hẳn là chết tại thực lực sai biệt lên. Như vậy, cái này lãnh vô thường, tại mưu trí quỷ kế lên, thật còn mạnh hơn u quỷ thất. Sau khi cười xong, Trác Phàm lần nữa cau mày, lại không thể không đối mặt cái này làm cho người ngưng trọng đề tài. Gật gật đầu. Độc thủ Dược Vương không khỏi bật cười ra tiếng, ha ha ha, nào chỉ là mạnh. Nói như vậy, Gia Cát Trường Phong bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý, lãnh vô thường thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót, u quỷ thất âm hiểm độc ác, bách biến quỷ kế. Cùng phía trước hai người so sánh, u quỷ thất chỉ tự ý âm mưu, lại là hẹp hòi rất nhiều. Trước mặt hai người, càng tự ý dương mưu, âm mưu nhưng là phòng, dương mưu có thể thấy được. Âm mưu vạch trần tức vô sách, dương mưu nhất định khó phá trời. Tại u quỷ thất trước mặt, người có thể nhìn thấu hắn đủ kiểu nhiều kiểu. Nhưng ở Gia Cát Trường Phong cùng lãnh vô thường trước mặt, hắn minh minh bạch bạch nói cho ngươi là cái bẫy, ngươi cũng không thể không tới nhảy vào. Ai cao ai thấp, ai mạnh ai yếu, Trác quản gia, ngươi biết giữa bọn hắn chênh lệch đi. Độc thủ Dược Vương thở dài, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bây giờ đã lãnh vô thường xuất thủ. Vậy chúng ta về sau thì càng muốn hành sự cẩn thận không thể. Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán. Đã đối phương là viễn siêu u quỷ thất chí tinh, cái kia mình thì không cùng hắn so trí kế, chỉ cùng hắn so thực lực. Cái gọi là dốc hết toàn lực, đến lúc đó coi như hắn thần cơ diệu toán thì thế nào, ngăn không được cũng là ngăn không được. Đây mới thực sự là dương mưu, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cho nên hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn đem tinh lực đặt ở tìm cường giả trợ trận Lạc Gia lên. Hô! Đột nhiên, một trận kình gió thổi qua, Trác Phàm trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi hoảng hốt, kéo lại độc thủ Dược Vương ống tay áo, liền bỗng nhiên hướng nơi xa bay đi. Đi! Thế nào, Trác quản gia? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trác Phàm như thế kinh hoàng bộ dáng, độc thủ Dược Vương không khỏi kinh hãi nói. Mí mắt bất giác run run. Trác Phàm cắn chặt hàm răng, trên mặt vô cùng lo lắng, đáng chết, bọn họ cuối cùng vẫn là phái ra thần chiếu cường giả. Lần này, liền độc thủ Dược Vương cũng hoảng hốt, chỉ là trong mắt y nguyên lóe mê mang. Cái kia làm sao có thể chứ? À, cách Trác Phàm bọn họ bên ngoài một dặm, một vị thân hình cao lớn khôi ngô, tóc bạc trắng lão giả ngay tại thảnh thơi hướng bọn họ chỗ đó bay đi. Lại là đột nhiên mi đầu lắc một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Chẳng lẽ bị phát hiện sao? Lão giả trong mắt lóe lên một đạo hồ nghi, nhưng là rất nhanh liền lắc đầu, cười khẽ một tiếng, cái kia làm sao có thể, cái kia hai tên gia hỏa một cái đoán cốt cảnh, một cái thiên huyền cảnh, đều là không phải thần chiếu cường giả, làm sao có thể phát hiện bên ngoài một dặm lão phu. Đại khái là thật muốn vội vàng lên đường, mới lại đột nhiên bay nhanh như vậy đi. Nhịn không được cười lên một tiếng, lão giả cũng vì vừa mới cái kia không thể tưởng tượng suy đoán mà tự giễu không thôi. Nếu là trên đời này một cái đoán cốt cảnh cùng thiên huyền cảnh, liền có thể tùy tiện phát hiện thần chiếu cảnh cao thủ hành tung, cái này thần chiếu cảnh cũng không cần làm, thực sự quá phế vật. Lão giả trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy lại dùng nguyên thần thật tốt dò xét một phen bên ngoài một dặm tình trạng, lại là ánh mắt không khỏi sáng lên, khen lớn lên tiếng, hảo tiểu tử. Một cái đoán cốt cảnh, một cái thiên huyền cảnh 6 tầng, đúng là cứ thế mà làm chết 6 tên ba nhà thiên huyền cảnh trưởng lão, còn tự thân lông tóc không tổn hao gì. Hắc hắc hắc,
Truyền ngôn quả nhiên là thật, tiểu tử này trên thân nhất định có mạnh hơn hoàng cực bá thể quyết luyện thể công pháp. Lão giả nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, thân hình tốc độ đột nhiên lần nữa thêm nhanh lên. Thế nhưng là hắn cái này một tăng tốc, Trác Phàm bên kia lập tức cảm giác đến, không khỏi lôi kéo độc thủ Dược Vương lần nữa tăng tốc thân hình. Lần này, lão giả kia mới rốt cục phát hiện, nguyên lai mình hành tung đã bại lộ. Nếu không, Trác Phàm hai người không có khả năng theo tốc độ của hắn biến hóa, mà biến hóa a. Vừa mới câu nói kia nói thế nào, nếu là thần chiếu cảnh bị đoán cốt cảnh cùng thiên huyền cảnh phát hiện hành tung, cái kia chính là cái phế vật. Không tự giác hồng hồng mặt, lão giả kia hận không thể giúp chính mình hai miệng, miệng quả đen. Thế nhưng là nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, trong mắt ánh sáng lại là càng thêm hưng phấn rất nhiều. Hắc hắc hắc, tiểu tử này quả nhiên là cái quái vật, có thể làm việc người khác không thể cùng, thú vị thú vị. Vừa dứt lời, lão giả tốc độ bỗng nhiên lại ra tốc 10 lần có thừa, chỉ là mấy hơi thở, liền đã đi vào Trác Phàm hai người ngoài ngàn mét. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Trác Phàm lập tức quay đầu nhìn qua, đã là nhìn đến thân hình hắn, nhịn không được hét lớn, hỏng bét, lão đầu kia đuổi theo. Cái gì, nhanh như vậy? Độc thủ Dược Vương sau khi nghe được, cũng là quay đầu nhìn một chút, lại là trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ mặt mũi đều tại đột nhiên ở giữa hoảng sợ thành trắng bệch, thế nào lại là cái này lão ma đầu, mạng ta xong rồi. Ngươi biết hắn, Trác Phàm khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Cười khổ gật gật đầu, độc thủ Dược Vương sắp khóc đi ra, làm sao có thể không biết, đời chúng ta người, không có người không biết, cũng không có người không e ngại cái này lão ma đầu. Hắn đến tột cùng là ai? Thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên, độc thủ Dược Vương liếm liếm bờ môi, trên đầu mồ hôi lạnh đã là ngăn không được vù vù ứa ra. Trác Phàm không khỏi giật mình, hắn chả chưa từng thấy độc thủ Dược Vương bị hoảng sợ thành cái dạng này. Người này liền xem như thần chiếu cường giả, lấy cái kia phần ngạo cốt, cũng không nên nhát gan thành bộ này đức hạnh đi. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng to cười to lại là đột nhiên từ hai người sau lưng vang lên, ha ha ha. Đừng chạy, lão phu nhận ra ngươi tới. Ngươi không phải liền là Nghiêm Tùng tiểu tử kia à, còn có bên cạnh cái kia tên tiểu quỷ, cũng là Trác Phàm đi. Các ngươi hai cái đều cho lão phu dừng lại, lão phu tìm các ngươi có việc. Độc thủ Dược Vương nhắm mắt lại, khóe miệng không khỏi xẹp lên. Làm sao lão phu ngoại hình đã biến nhiều như vậy, cái kia hai cái đế vương môn trưởng lão cách lão phu gần như vậy, cũng chưa nhận ra được. Người nhà cách xa như vậy, thì liếc một chút nhận ra, lão phu theo ngươi lại không quen. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Cái này lão ma đầu thế nhưng là thần chiếu cường giả, dùng nguyên thần dò xét, tự nhiên lại càng dễ nhận ra. Trác Phàm đã cảm giác được độc thủ Dược Vương tay bên trên truyền đến run rẩy, không khỏi trong lòng càng kinh hãi. Cái này nha tuyệt đối không phải hiền lành gì, hai người bọn họ bị bắt lại đoán chừng ăn không ôm lấy đi, ngu ngốc mới có thể nghe ngươi lời nói dừng lại đây. Sau đó sau lưng Lôi Vân Dực mở ra, tốc độ đột nhiên lại nhanh gấp đôi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lệ Kinh Thiên trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Sau một khắc, ông một tiếng truyền ra, một đạo còn như thực chất gợn sóng, phảng phất là một thanh lợi kiếm giống như, đột nhiên hướng Trác Phàm hai người bắn tới. Ý niệm giết người. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Trác Phàm vội vàng quay đầu nhìn người kia liếc một chút, trong hai con ngươi, ngọn lửa màu xanh lóe lên liền biến mất. Ông, đồng dạng một đạo còn như thực chất gợn sóng tản ra, tuy nhiên còn không đạt được ý niệm giết người cấp độ. Nhưng lại đã tại hai người bọn họ chung quanh bố phía dưới nhất đạo ý niệm vòng phòng hộ. Đụng, Lệ Kinh Thiên cùng Trác Phàm ý niệm đụng vào nhau, làm đến không gian ngăn không được động đất chấn. Trác Phàm nhưng cảm giác đầu đau xót, trên trán thanh viêm chợt lóe lên. Đón lấy, Trác Phàm liền lôi kéo độc thủ Dược Vương, lần nữa tăng tốc một phần tốc độ, trong lòng đã hoảng hốt. Tuy nhiên hắn nguyên thần cường độ đạt đến thần chiếu cảnh. Nhưng là cùng cái này Lệ Kinh Thiên nguyên thần cường độ so sánh, còn có một mảng lớn khoảng cách. Vừa mới lần này ý niệm va chạm, thế mà liền hắn trên trán thanh viêm đều đụng đi ra. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này thanh viêm là thủ hộ hắn nguyên thần. Thanh viêm hiện hình, thì đại biểu vừa mới lão đầu kia ý niệm, đã đủ để uy hiếp được hắn nguyên thần trình độ,
tuy nhiên còn không đến mức tiêu diệt hắn nguyên thần, giết hắn. Nhưng tối thiểu, có thể thương tới hắn nguyên thần. Vừa mới nếu không phải cái này thanh viêm kịp thời thoáng hiện, đoán chừng hắn hiện tại đã bị chấn ngất đi, đây chẳng phải là thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là hắn trong lòng kinh hãi, sau lưng ngoài ngàn mét lệ kinh thiên, thì càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thử nghĩ một hồi, chỉ có thần chiếu cảnh mới có thể nắm giữ ý niệm công kích, thế mà xuất hiện tại một cái đoán cốt cảnh tu giả trên thân. Vậy thì tương đương với nhìn đến lão hổ mọc cánh, bay trên trời một dạng. Không chỉ có là chuyện không có khả năng, mà lại là thật muốn phát sinh lời nói, chính là biến thái giống như cường đại. Lão hổ đã là thú trung chi vương, nếu là lại có thể bay lên trời, đây chẳng phải là thiên hạ vô địch. Hiện tại, Trác Phàm thì cho hắn loại cảm giác này. Đoán cốt cảnh đã cầm giữ có thần chiếu cảnh thần thông, làm hắn đột phá thần chiếu cảnh lúc, cái kia lực lượng nguyên thần muốn mạnh đến loại nào đáng sợ cấp độ A. Chỉ sợ đến thời điểm, cho dù là đều là thần chiếu cảnh cao thủ, cũng có thể bị tiểu tử kia một cái ý niệm trong đầu chém giết. Nghĩ đến chỗ này, Lệ Kinh Thiên liền lạnh không khỏi đánh cái rùng mình. Khó trách Ngự Hạ Thất gia xuất động tình cảnh lớn như vậy, đều muốn đem tiểu tử này đuổi tận giết tuyệt. Giống như vậy quái vật, xác thực không thể lưu. Nếu là lưu lại lời nói không chừng lại so với 300 năm trước tiểu quái vật kia, còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, Lệ Kinh Thiên trong mắt lần thứ nhất lóe qua một đạo trần trụi sát ý. Nếu như lúc trước hắn đối Trác Phàm vẫn chỉ là cảm thấy hứng thú, cũng không có nghĩ qua muốn giết hắn, nhưng bây giờ lại là cũng đã không thể dễ dàng tha thứ hắn lưu trên đời này. Thế nhưng là tại giết Trác Phàm trước đó, hắn lại là nhất định muốn đem chính mình tâm nguyện đạt thành. Sau đó trong mắt thần quang ngưng tụ, Lệ Kinh Thiên dưới chân bỗng nhiên một bước, trong nháy mắt tựa như một đạo như lưu tinh bay về phía Trác Phàm hai người, chớp mắt tới gần. Trác Phàm hai người thậm chí còn không có kịp phản ứng, hai cái giống như kềm thép bàn tay đã là trong nháy mắt bắt bọn hắn lại cái cổ. Ha ha ha, nhìn các ngươi hai cái, còn hướng chỗ nào chạy? Thật nhanh! Trác Phàm không khỏi trong lòng kinh hãi, mi đầu sâu nhăn, suy nghĩ muốn hay không xuất động huyết anh đánh lén, nhưng là rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi. Người này là thần chiếu cảnh, cầm giữ có thần thức lĩnh vực, huyết anh một khi xuất thể, liền sẽ bị hắn phát giác được, căn bản không có mảy may tác dụng. Trừ phi huyết anh đạt đến thiên huyền cảnh, tốc độ nhanh hơn thần chiếu cảnh thần thức dò xét. Đáng tiếc, hắn vẫn là cái đoán cốt cảnh ngũ trọng, huyết anh cùng hắn bản mệnh song tu, lại làm sao có thể đạt đến thiên huyền cảnh đâu. Đáng chết, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đụng phải thần chiếu cường giả. Trác Phàm không khỏi khẽ cắn môi, trong lòng thầm hận, trên đầu đã là chảy ra dày đặc mồ hôi lạnh. Đối với thần chiếu cường giả, hắn thật đúng là nửa điểm biện pháp đều không có a. Loại này vận mệnh bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay cảm giác, để hắn mười phần khó chịu, mà lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha, số tiểu tử, không biết ngươi ăn linh đan rượu dược gì, biến tuổi trẻ, còn trở nên đẹp trai a, mà lại chạy cũng so trước kia nhanh, thế nhưng là cuối cùng không nhanh bằng lão phu a. Trước tạm thời không để ý đến Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên nhìn về phía đã run run rẩy rẩy độc thủ dược vương, cười to lên. Độc thủ dược vương thần sắc uể oải, như cha mẹ chết, Lệ tiền bối, ngài cùng ta so sánh cái gì ly diên a? Ngài dương danh thiên vũ lúc, ta bất quá mới là cái vừa mới xuất đạo nhị phẩm luyện đan sư mà thôi. Ngài ra tay với ta, cũng không sợ người khác nói ngài lấy lớn hiếp nhỏ. Ách, ha ha ha, lão phu thường nghe nói, độc thủ dược vương hung hăng càn quấy, làm sao hôm nay biến thành người nhát gan chuột. Người khí thế đây, cho lão phu dốc hết ra lắc một cái a. Lệ lão, ngài thì chớ giễu cợt ta nào dám tại trước mặt ngài dốc hết ra khí thế đâu. Độc thủ dược vương khóe miệng một xẹp, con người loạn chuyển, Lệ tiền bối. Dù nói thế nào ngài cũng là đế vương môn khách tọa cung phụng. Không khỏi hai nhà hiểu lầm, ngài vẫn là hai nhà. Lông mày nhíu lại, Lệ Kinh Thiên sùi cười ra tiếng, ngươi chỉ cái nào hai nhà. Đế vương môn cùng Dược Vương Điện, vẫn là đế vương môn cùng Trác Phàm gia tộc. Nghe được lời này, độc thủ Dược Vương không khỏi trong lòng cả kinh. Nguyên bản hắn còn muốn giả vờ ngây ngốc, lừa dối vượt qua kiểm tra đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị lão nhân này phát hiện ra. Lệ Kinh Thiên cười lạnh nói, người đừng cho là ta không biết, lão phu nhìn vừa mới chiến trường,
thì sớm đã rõ ràng, người lão nhi này đã phản bội Dược Vương Điện, đầu nhập vào Trác Phàm. Ây, độc thủ Dược Vương trầm ngâm một trận, nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là không biết nên trả lời thế nào. Dù sao Dược Vương Điện hắn là không thể quay về, hắn không thể lại phản bội Trác Phàm một lần a, vậy liền quá không tiết tháo. Nói thế nào, hắn cũng là độc thủ Dược Vương a, cũng không phải là Lâm Tử Thiên, cỏ đầu tường, tổng muốn chút mặt mặt. Bất đắc dĩ thở dài, độc thủ Dược Vương suy nghĩ một lát, thản nhiên thừa nhận, không sai, lão phu đã thoát ly Dược Vương Điện. Lúc này đang muốn cùng Trác quản gia trở về Lạc gia, ngài muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Trác Phàm gặp này, âm thầm gật gật đầu. Hắn coi trọng độc thủ Dược Vương, một là hắn đối luyện đan chấp nhất, hai cũng là phần này nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác ngạo cốt. Lệ Kinh Thiên tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn như thế thẳng thắn, không khỏi cười to lên, ha ha ha, tốt, Nghiêm Phục, người thật là cái nhân vật, ngoại giới truyền ngôn không giả. Hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, đến mức tiểu tử này. Ngươi muốn giết ta, Trác Phàm lông mày nhíu lại, thẳng tắp nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, đúng vậy a, ngươi là đế vương môn cung phụng, ta lại giết ngươi nhóm nhị công tử, ngươi tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng là ta vừa mới nghe nói ngươi chỉ là khách tọa cung phụng, hẳn không phải là đế vương môn trực hệ đi. Thì tính sao, Lệ Kinh Thiên tròng mắt hơi híp, lạnh lùng nói. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm không hề sợ hãi nhìn về phía hắn, vậy chúng ta thì nói điều kiện a, ngươi đầu nhập vào tại ta. Đế vương môn có thể cấp nổi ngươi, ta Trác Phàm đồng dạng cấp nổi, mà lại gấp đôi dâng lên. Cái gì? Lời vừa nói ra, Lệ Kinh Thiên cùng độc thủ Dược Vương cùng nhau giật mình. Trác Phàm cái này khẩu khí không thể bảo là không lớn, đế vương môn chính là bảy nhà đứng đầu, nó cho Lệ Kinh Thiên mở ra điều kiện, tự nhiên khá hậu hĩnh. Nếu là tại khác điều kiện lên lại thêm gấp ba, thiên vũ bên trong người nào có thể làm được? Đoán chừng liền xem như hoàng thất, cũng rất khó mở ra cao hơn đế vương môn gấp ba chỗ tốt. Thế nhưng là lại nghĩ lại Trác Phàm bản lĩnh, cùng phía sau hắn cái kia bí ẩn to lớn gia tộc, độc thủ Dược Vương liền dường như nghĩ thông suốt đồng dạng, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Đã Trác Phàm dám ba hoa gia tộc mình là thiên vũ bên trong mạnh nhất gia tộc, cái kia Lạc gia quy mô nhất định siêu việt bảy nhà bất luận cái gì một nhà, tối thiểu nhất sẽ cùng hoàng thất cân bằng. Sau đó độc thủ Dược Vương hiên ngang đầu, cười to nói, Lệ lão, người yêu cầu cứ việc nói chính là, chúng ta Trác quản gia luôn luôn là đã nói là làm. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Lệ Kinh Thiên trong mắt càng hiện kỳ sắc. Truyền ngôn cái này Trác Phàm âm hiểm giảo quyệt, hắn lời nói tự nhiên không thể tin hoàn toàn. Thế nhưng là cái này Nghiêm Tùng lúc trước gặp hắn, còn cùng cái chuột gặp mèo giống như, hiện tại lại lập tức tự tin như vậy ưỡn ngực. Trừ phi phía sau hắn thật có cường đại bối cảnh thế lực, Trác Phàm nói không giả, bằng không hắn cũng sẽ không biểu hiện ra đặc sắc như vậy. Thế nhưng là hắn làm sao biết, Nghiêm Tùng như thế nắm chắc trong lòng, hoàn toàn chính là mình tưởng tượng ra tới. Nói trắng ra, cũng là bị Trác Phàm họa một chiếc bánh lớn, đem chính mình cho thôi miên. Nhưng cũng là bởi vì độc thủ Dược Vương cái này cường đại lòng tự tin, đúng là để Lệ Kinh Thiên trong lòng tin tưởng mấy phần. Thoáng trầm ngâm một chút, Lệ Kinh Thiên đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Hừ hừ, Hoàng Mao tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, lại muốn thu mua lão phu là như thế người sao? Người cũng đã biết, lão phu năm đó là làm sao tiến đế vương môn, như thế nào lên làm cái này đế vương môn cung phụng, đế vương môn lại cho lão phu như thế nào đãi ngộ? Nghe được lời này, độc thủ Dược Vương trong lòng siết chặt, chẳng lẽ cái này thiên cương cuồng tôn không thèm chịu nể mặt mũi? Trác Phàm thì là nhếch miệng lên, trong lòng cười nhạo. Nhà cái phi, ngươi nhà là ai, vừa mới lão tử không rõ ràng, hiện tại toàn rõ ràng. Ngươi muốn thật đối đế vương môn trung thành tuyệt đối, căn bản không cần cùng chúng ta nói nhảm, trực tiếp nhất trưởng đánh chết chúng ta, mang theo thi thể trở về giao nộp là được. Hiện tại là đấy dài dòng một đống lớn, không phải liền là muốn ngồi lên giá A, chiều này lão tử trước kia chơi đều không tiếc chơi. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm hài lòng ý. Khẽ cười nói, tiểu tử thật là tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không biết Lệ lão trước kia công tích vĩ đại, còn mời Lệ lão chỉ giáo. Ha ha ha, liền biết các ngươi những người tuổi trẻ này kiến thức nông cạn, mới có thể miệng ra loại kia cuồng vọng ngữ điệu,
lại muốn thu mua lão phu. Bất quá, dù sao niên đại xa xưa, lão phu cũng một đoạn thời gian rất dài không có tại Thiên Vũ lộ diện, liền cũng không trách ngươi. Hài lòng gật đầu, sự tình chính hướng hắn muốn một dạng phát triển, Lệ Kinh Thiên liếc mắt nhìn về phía độc thủ Dược Vương, thản nhiên nói, bất quá lão phu những cái kia chuyện cũ năm xưa, nếu là từ lão phu nói ra, bất giác lộ ra khoe khoang. Nghiêm Tùng, ngươi liền đến cho tiểu tử này nói một chút đi. Lạnh không khỏi đánh cái dùng mình, độc thủ Dược Vương liền vội vàng gật đầu, vâng. Đón lấy, độc thủ Dược Vương cẩn thận từng ly từng tí trộm nhìn Lệ Kinh Thiên liếc một chút, ngược lại vừa nhìn về phía Trác Phàm, nghiêm túc nói, Trác quản gia, vị này Lệ lão năm đó thật đúng là quát tháo phong vân a. Cho dù tại Thiên Vũ Đế Quốc, cũng là ít có truyền kỳ nhân vật. Nhớ ngày đó, Lệ lão chỉ là một giới tán tu, không thuộc bảy nhà bất luận cái gì một nhà cao thủ. Tuy nhiên lại một lòng hướng võ, chăm chỉ không ngừng. Trong tay không có có công pháp, liền đi nhà khác đoạt tới tu luyện. Theo lúc đầu phàm giai công pháp, lại đến linh giai công pháp, lại đến huyền giai công pháp, Lệ lão có thể nói khắp duyệt võ đạo điển tịch. Ách, Nghiêm lão, người nói là, Lệ lão trước kia là cường đạo. Sờ mũi một cái, Trác Phàm không khỏi đánh ra đường rẽ. Trong mắt không khỏi co rụt lại, độc thủ Dược Vương vội vàng khoát khoát tay, lắp bắp giải thích nói ta. Ta cũng không có nói như vậy. Không nên nói không cần nói. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Lệ Kinh Thiên đã là giận quát một tiếng, một bàn tay đem hắn quét đến một bên, nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt bất giác có chút xấu hổ. Vốn là hắn muốn cho độc thủ Dược Vương nói một chút hắn anh hùng sự tích, cho mình nâng giá lên. Không nghĩ tới lão già này lại đem hắn chuyện cũ năm xưa, một mạch toàn nói. Cường đạo xuất thân, đây không phải hạ giá a. Sau đó Lệ Kinh Thiên hung hăng chừng Nghiêm Tùng liếc một chút về sau, mới vừa nhìn về phía Trác Phàm, ho khan nói, ha ha ha. Đó là lão phu chuyện xưa, cũng coi là một đoạn không dám nhớ lại quá khứ. Chỗ nào, trong tay không có có công pháp, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi đoạt, chẳng lẽ cả đời làm người yếu sao? Điểm này, ta rất thưởng thức, khoát khoát tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Trong mắt không khỏi sáng lên, Lệ Kinh Thiên gặp Trác Phàm cũng không có vì vậy xem thường hắn, mừng rỡ trong lòng, đối Trác Phàm cũng càng thêm hảo cảm, không khỏi cười to lên nói, ha ha ha. Không hổ là gần đây đem chọn cái Thiên Vũ quấy đến gió dục mây vần ma vương Trác Phàm, quả nhiên không giống với những cái kia người thế tục, quả thật kiêu hùng chi tài. Không tệ, lão phu lúc tuổi còn trẻ vì mạnh lên, thật là khắp nơi tìm công pháp điển tịch. Nhà nào có danh tiếng xuất sắc công pháp vũ kỹ, lão phu liền thẳng đến nhà kia đi. Về sau đoạt đến nhiều, cựu nhân liền cũng nhiều. Bất quá lão phu không sợ, lão phu tu luyện về sau, so với bọn hắn luyện được muốn mạnh đến càng nhiều, bọn họ dám đến trả thù, lão phu liền giết sạch bọn họ. Đồng thời thả ra hào ngôn, trả thù người, lão phu lấy chính mình công pháp cùng hắn đối địch, nếu là lão phu thua một chiêu nửa thức, đầu người hai tay dâng lên. Trác Phàm mí mắt lắc một cái, thật sâu liếc hắn một cái, đây không phải cùng chính mình tại Bách Đan Thịnh Hội lên làm một dạng a. Không khỏi, Trác Phàm đối lão nhân này, cũng là có chút hảo cảm. Đoạt người khác đồ vật, còn như thế lẽ thẳng khí hùng, hào khí vượt mây, thật là đệ nhất phong vân nhân vật, cùng hắn Trác Phàm có điểm giống. Tuy nhiên bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, nhưng ác cũng là có giới hạn. Những người sau này liền đưa Lệ lão một cái biệt hiệu. Thiên Cương Cuồng Tôn. Hình dung Lệ lão cuồng vọng tự đại, nhưng thực lực quá mạnh, bọn họ cũng không thể tránh được. Lúc này, độc thủ Dược Vương vội vàng lấy lòng chen vào một câu. Lệ Kinh Thiên sờ sờ chòm râu, hơi hơi gật gật đầu, bởi vậy, lão phu một đường đoạt, một đường tu luyện, thẳng đến thiên huyền cảnh giới, trong lúc đó không một đối thủ. Thế nhưng là đến tận đây, lão phu cũng đến bình cảnh chỗ. Đúng vậy a, tại thiên huyền cảnh lên. Linh giai công pháp đã tu luyện quá mức chậm chạp, nhất định phải kịp thời đổi huyền giai công pháp mới được. Thiên Vũ Đế quốc bên trong, nắm giữ huyền giai công pháp, chỉ có hoàng thất cùng bảy thế gia, hoặc là tứ trụ, cho nên ngươi liền đầu nhập vào đế vương môn. Trác Phàm không sai gật đầu, lẩm bẩm nói. Lệ Kinh Thiên nghe xong, không khỏi mỉm cười lắc đầu, cao ngạo ngẩng đầu lên. Độc thủ Dược Vương thì là vội vàng nói tiếp, Trác quản gia, ngươi có chỗ không biết. Lệ lão không phải đầu nhập vào nhập đế vương môn, mà chính là một đường đánh vào đi.
Nhớ năm đó, Lệ lão nghe nói đế vương môn hoàng cực bá thể quyết chính là bảy nhà tối cao công pháp, liền trước đến cướp đoạt. Lúc đó đế vương môn ba năm vị trưởng lão liên thủ, lấy hoàng cực bá thể quyết đều đánh không lại Lệ lão linh giai cao cấp luyện thể công pháp, đến tận đây bị lúc đó đế vương môn đại trưởng lão Hoàng Phủ Phong Lôi nhìn chúng, mời vì đế vương môn khách tọa trưởng lão, hiện tại trở thành khách tọa cung phụng. Cái này tại đế vương môn trong lịch sử, cũng là rất ít xuất hiện. Nói, độc thủ Dược Vương đầy mắt sùng kính nhìn về phía Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên thì là thật cao ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Phảng phất tại nói, nhìn đến a, lão phu là bị đế vương môn mời đến đi, không phải khóc lóc van nài cầu đi vào. Thế nhưng là Trác Phàm đã xem thấu hết thảy, trong lòng chỉ có cười lạnh. Cái gọi là muốn làm quan viên, trước tạo phản. Đế vương môn như thế long đàm hổ huyệt, coi như ngươi lúc đó cường hãn nữa, một cái thiên huyền cảnh thì dám xông vào, cái này không phải là tìm chết sao. Rất rõ ràng, hắn đây chính là lấy chính mình thực lực, hướng đế vương môn tự tiến cử. Để lão tử đi vào, lão tử tu luyện hoàng cực bá thể quyết, nhất định mạnh hơn bọn họ. Từ đó về sau, các ngươi đế vương môn cũng có cái càng mạnh chiến lực. Bất quá, thân thể vì một cái luyện thể tu giả, bình thường một mực chuyên chú vào trên việc tu luyện, còn có thời gian bồi dưỡng được phần này tâm kế, cũng thật sự là khó được, nghĩ đến là nhiều năm bị người đuổi giết gây nên. Bởi vậy, Trác Phàm nhìn về phía Lệ Kinh Thiên trong mắt, càng thêm tán thưởng. Cái này thần chiếu cường giả, muốn thực lực có thực lực, muốn đầu có đầu, không tệ, tài năng đáng giá đào tạo. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, cười nhạt một cái nói như vậy, Lệ lão thật có thể nói là đệ nhất võ sĩ. Vì mạnh lên, chuyện gì đều làm được a. Nhân sinh cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, sinh ra trên đời, nếu không thể đứng lên nhân sinh đỉnh điểm, liền vọng kiếp sau có thể đi một lần. Lệ Kinh Thiên ngửa đầu nhìn lên trời, than nhẹ lên tiếng, trong mắt chỗ sâu lại là có một loại không hiểu hưu quạnh. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Trác Phàm trầm ngâm một trận, thản nhiên nói, hiện tại ta biết Lệ lão muốn cái gì. Chờ một chút, ngươi không nên đem lão phu nhìn thành là loại kia. Công pháp ta có. Không đợi Lệ Kinh Thiên nói xong, Trác Phàm đã là mở miệng ngắt lời nói, chỉ là ta không rõ ràng là, đã Lệ lão đã trở thành đế vương môn khách tọa cung phụng, nên được truyền tới hoàng cực bá thể quyết, vì sao còn muốn tới tìm ta tranh công pháp. Ách, tiểu tử, thực lão phu cũng không phải là. Nói thật, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm như cùng một cái không thể ngỗ nghịch đế vương giống như, lạnh lùng nói, nếu là Lệ lão không thể thẳng thắn bẩm báo, như vậy thì tính toán giết Trác Phàm, chỉ sợ cũng không chiếm được ngài muốn đồ, vật. Bởi vì, Trác Phàm thực sự không biết ngài đến tột cùng muốn cái gì. Lúng túng một chút, Lệ Kinh Thiên thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng âm thầm tán thưởng. Kẻ này quả nhiên không phải tầm thường, thế mà đối mặt thần chiếu cường giả đều như thế bá khí, thiên hạ hiếm thấy đâu. Khó trách liền cái kia họ Lãnh, lần này đều muốn đích thân xuất thủ bố cục, đối phó tiểu tử này. Thở dài một tiếng, Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, thản nhiên nói, không tệ, lão phu hôm nay tới đây, chính là vì công pháp. Hừ, nghĩ đến cái kia đế vương môn, trên danh nghĩa nói lão phu là khách tọa cung phụng, nhưng hoàng cực bá thể quyết lại chỉ truyền lão phu đến đệ thất trọng, sau cùng hai trọng công pháp, nói cái gì đều không truyền. Ngược lại những cái kia tư chất hạng người bình thường, có thể luyện trọn vẹn. Buồn cười, nếu là lão phu có thể luyện thành 9 tầng lời nói, sớm đã thiên hạ đệ nhất, coi như cùng cái kia hoàng thất hộ long thần vệ, cũng có thể phân cao thấp. Dựa vào cái gì, bọn họ thì không truyền ta sau cùng hai trọng hoàng cực bá thể quyết công pháp. Lệ Kinh Thiên phẫn nộ gào thét lên tiếng, Trác Phàm cùng độc thủ Dược Vương liếc nhau, nhưng đều là cười nhạo lấy lắc đầu. Cái này Lệ Kinh Thiên chính là đệ nhất võ sĩ, thiên phú kinh người. Nếu để cho hắn đem độc môn công pháp đều luyện thành, thiên hạ vô địch, cái kia đế vương môn còn khống chế đến hắn sao? Hừ, dù sao hắn vẫn là cái ngoại nhân. Nếu là lão tử, không nghĩ ra khống chế hắn biện pháp trước đó, lão tử cũng không truyền hắn. Trác Phàm trong lòng cười thầm, dĩ nhiên đã đánh tới bản tính. Người này, có thể nhận lấy, chỉ là kiệt ngao quá mức, cần chút quản chế mới được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.